Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. chương 851, không có động tính. Không gian xung quanh bắt đầu chấn động. Nhìn thấy cảnh này, độc cô phong cao mày, huyền môn cấm thuật. Độc cô Huyên không để ý đến độc cô phong, bà ấy quay đầu nhìn Diệp Huyên, dẫn muội muội đi, cách xa thiên vực, tránh xa vòng xoáy thị phi này. Nói xong, bà ấy chỉ nhẹ về phía Diệp Huyên, dưới chân Diệp Huyên và Diệp Liên lập tức xuất hiện một quang trận, chẳng mấy chốc, hai huynh muội đã xuất hiện bên ngoài vô gian luyện ngục. Bên ngoài, Diệp Huyên ngây người, một giây sau, hắn ôm lấy muội muội đi vào vô gian luyện ngục. Lúc này, giọng nói của giản tự tại vang lên, sao phải quay lại chịu chết. Dẫn muội muội rời đi, chuyên tâm tu luyện thêm 10 năm, lúc quay lại, nhà họ độc cô hay nhà họ cổ gì đó đều là mây bay với ngươi. Diệp Huyên nói, người cũng đã chết, trở về giết hết những người còn lại thì có ý nghĩa gì? Giản tự tại nói, bây giờ người quay lại chịu chết thì có ý nghĩa sao? Diệp Huyên nói, ít nhất là không thẹn với lòng. Nói xong, hắn ôm muội muội xuất hiện trong tầng thứ 9. Mà lúc này, độc cô Phong và độc cô Huyên đang giao thủ đều sửng sốt. Quay lại rồi. Độc cô Huyên nhìn Diệp Huyên, vì sao phải quay lại? Diệp Huyên đi tới trước mặt Độc Cô Huyên, hắn đặt muội muội vào lòng bà ấy, nếu có thể sống thì cùng sống, nếu không thể sống cũng chẳng sao, ba chúng ta chết cùng nhau. Độc Cô Huyên nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó, bà ấy cười khẽ, được, có thể sống thì cùng sống, nếu không thể sống, ba mẹ con chúng ta cùng chết. Diệp Huyên quay đầu nhìn Độc Cô Phong cách đó không xa, ông ta cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyên lắc đầu cười, thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp sao. Sứt lời, hắn nhìn yêu thú nhỏ ở gần đó, lúc này, con yêu thú nhỏ đã mở mắt. Mà nó đang lẳng lặng nhìn bọn hắn. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó hai tay làm ra một thủ ấn, bắt đầu lẩm bẩm, trời đất làm mắt cho ta, mắt nhìn thấy chư thiên. Độc cô phong cau mày. Lúc này, con yêu thú nhỏ chạy tới trước mặt Diệp Huyên, Nhìn thẳng vào hắn, ai dạy ngươi? Giọng nói hơi sắc bén và khàn, hơn nữa còn mang theo sự chấn động thần bí. Diệp Huyên đáp, sư phụ của ta. Chương 852, nhưng bên ngoài rất nguy hiểm. Giản Tử Tại. Sư phụ. Yêu thú nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nàng ta ở đâu? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta đã thông báo với người rồi, có lẽ người sẽ đến đây nhanh thôi nghe thấy lời của diệp huyên yêu thú nhỏ bỗng thay đổi sắc mặt nó đột nhiên gào thét ngươi gọi nàng ta tới làm gì nói xong nó liên tục lùi về sau mấy bước diệp huyên trầm giọng nói ta đã sắp bị người ta đánh chết rồi đương nhiên phải gọi người đến giúp chứ con yêu thú nhỏ này đột nhiên quay đầu nhìn về phía độc cô phong độc cô phong thay đổi sắc mặt ông ta đang muốn nói chuyện con yêu thú nhỏ này đột nhiên xông lên trong nháy mắt, một cái miệng to như trâu máu muốn cắn lấy Độc Cô Phong. Độc Cô Phong hoàn toàn biến sắc, ông ta không ngờ con yêu thú nhỏ này lại đột nhiên ra tay, có điều ông ta phản ứng cũng nhanh, lúc nó ra tay, ông ta vung tay phải lên, một ánh sáng màu đen xuất hiện, nhưng ánh sáng màu đen còn chưa đến gần cái miệng lớn kia thì đã tan thành mây khói. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Độc Cô Phong hoàn toàn thay đổi, ông ta giẫm chân phải một cái, thân thể lập tức nứt ra sau đó, một cái bóng màu đen bay ra khỏi tầng thứ 9. Vứt bỏ thân thể, bảo vệ linh hồn. Độc cô Phong rất dứt khoát. Trong tầng thứ 9, khóe miệng Diệp Huyên giật giật, thực lực của con thú nhỏ này thật đáng sợ. Nó nhìn Diệp Huyên, người có thể bảo nàng ta không cần đến nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, có lẽ người đã sắp đến rồi. Nghe vậy, vẻ mặt yêu thú nhỏ lập tức trở nên dữ tợn, Cùng lúc đó, một hơi thở thô bạo đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyên vội nói, ta rời khỏi nơi này thì người sẽ không đến đây nữa. Nghe Diệp Huyên nói thế, hơi thở thô bạo đó lập tức biến mất. Mà Diệp Huyên lại nói, nhưng bên ngoài rất nguy hiểm. Con yêu thú nhỏ kia nhìn chầm chầm Diệp Huyên, Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, bọn họ ở lại đây, ta đi ra ngoài, được chứ? sắc mặt yêu thú nhỏ trở nên hơi dữ tợn, người muốn lợi dụng ta bảo vệ bọn họ. Diệp Huyên đáp, phải. Yêu thú nhỏ trước mặt Diệp Huyên nhìn chầm chầm hắn, trong mắt chứa đầy sát khí. Rõ ràng là nhân loại trước mắt chọc giận nó rồi. Nhưng sát khí đó lại nhanh chóng biến mất. Nó lùi sang một bên, nhân loại, nói ta nghe thử, vì sao nàng ta lại nhận một nhân loại làm đệ tử vậy? chương 853, biến mất không còn tâm hơi. Diệp Huyên nghiêm túc trả lời, vì ta xuất sắc, vô cùng vô cùng xuất sắc. Giọng nói của giản tự tại vang lên trong tháp giới ngục, xin người bớt mặt dày một chút đi. Diệp Huyên Nghe thấy lời của Diệp Huyên, mí mắt yêu thú nhỏ giật giật, nó nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó lùi vào trong góc, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên thầm thở phào, hắn xoay người nhìn độc cô Huyên, chăm sóc tốt cho liên nhi nói xong hắn xoay người rời đi độc cô huyên kéo tay hắn lại con muốn đến nhà họ độc cô à diệp huyên gật đầu độc cô huyên trầm giọng nói dù hai gia chủ của nhà họ độc cô đều đã bị thương nặng như thực lực của nhà họ độc cô vẫn còn đó diệp huyên gật đầu con biết độc cô huyên cau mày vậy mà con còn đi diệp huyên nhẹ giọng nói bọn họ đánh nguội muội nói xong hắn lại rời đi nhìn bóng lưng của diệp huyên độc cô huyên ngơ ngẩn diệp huyên nhanh chóng rời khỏi vô gian luyện ngục trong tinh không mịt mờ diệp huyên nhìn xung quanh có một vài cao thủ đứng trong bóng tối trong bóng tối diệp huyên im lặng một lát ngay sau đó hắn đột nhiên biến mất khoảng một khắc sau xung quanh xuất hiện mười mấy thi thể mà những thi thể này đều bị hút cạn ám sát. Đối mặt với nhà họ Độc Cô, đương nhiên hắn sẽ không chọn cách liều mạng. Ngoài sáng đánh không lại, vậy thì chơi trong tối. Vị Ương cung. Đây chính là thế lực đứng đầu tinh vực Vị Ương, Vị Ương Tinh Cung. Một cô gái nhỏ yêu kiều ngồi yên trong đại điện, một người áo đen quỳ trước mặt cô bé. Không biết qua bao lâu, cô gái nhỏ đột nhiên mở mắt ra, cô bé nhìn người áo đen. Vẻ mặt không chút cảm xúc, chắc chắn chứ? Audio điện tử võ tấn bền. Chương 854, đều là người nhà họ Độc Cô. Người áo đen vội nói, hắn đã đến tinh vực vị ương. Nhưng lúc này, hình như nhà họ Độc Cô đang nhầm vào hắn, ngoài nhà họ Độc Cô, mấy thế lực là nhà họ Cổ, nhà họ Ngôn, Thánh địa và Nam Bắc phó tông đều đã hành động. Nói đến đây, gã nhìn bé gái cung chủ thuộc hạ nghĩ chúng ta nên lập tức ra tay, cướp lấy bảo vật. Bé gái nhìn người áo đen, chuyện này, vị ương cung ta không thể tham dự. Người áo đen ngây người, sau đó vội đáp, vâng. Nói xong, gã lặng lẽ lui xuống. Sau khi người áo đen rời đi, cô bé chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một bóng người hiện rõ trong đầu cô bé. Nhà họ độc cô nhà họ độc cô là một trong ba gia tộc lớn nhất thiên vực đương nhiên cũng có tiếng tăm ở đây vì thế diệp huyên nghe ngóng được vị trí của nhà họ độc cô một cách dễ dàng u thành u thành này chính là thành phố phụ thuộc của nhà họ độc cô nhà họ độc cô cũng ở trong nơi này diệp huyên lặng lẽ lẻn vào u thành chậm rãi bước đi trên đường giản tử tại đột nhiên hỏi vì muội muội của ngươi cái gì ngươi cũng có thể làm ư Diệp Huyên hỏi lại, người muốn nói gì? Giản tự tại cười nói, không có gì, chỉ muốn nói với ngươi, trên con đường đại đạo trong tương lai, tình cảm sẽ là ràng buộc lớn nhất với ngươi, cũng là sơ hở lớn nhất. Diệp Huyên dừng bước, nhẹ giọng nói, giản cô nương, đừng trách ta mạo muội nếu mẫu thân ngươi có thể sống tiếp. Ngươi có sẵn lòng dùng tu vi cả đời của mình để đánh đổi không? Giản tự tại im lặng, diệp huyên nói tiếp diệp huyên ta muốn trở nên mạnh hơn cũng muốn ngắm nhìn sự phồn hoa của các thế giới càng muốn có thực lực một kiếm hủy diệt thiên địa nhưng ta càng hy vọng bạn bè người thân vẫn còn ở bên cạnh nếu không còn người thân bạn bè bước tới đỉnh cao của kiếm đạo thì sao chứ nói xong hắn đi về phía xa giản tự tại lại nói trường sinh đại đạo thật sự không quan trọng lắm với ngươi sao diệp huyên cười đáp quan trọng nhưng muội muội quan trọng hơn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhà họ Độc Cô bắt muội muội ta, đánh muội muội ta, ta sẽ khiến bọn họ trả giá gấp trăm lần. Giản Tử Tại nhẹ giọng nói, siêu cấp cưng chiều muội muội. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới phủ đệ của nhà họ Độc Cô. Rất lớn, giống như một tòa cung điện vậy. Nhìn phủ đệ của nhà họ Độc Cô, Diệp Huyên cười khẽ, một giây sau Hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhưng không lâu sau đó, một cái xác lại xuất hiện trước phủ đệ nhà họ Độc Cô, cách chỗ ông lão không xa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi. Hoảng sợ, vì ông ta cũng không biết cái thi thể này xuất hiện như thế nào. Chương 855, hai người ngồi trong đại điện. Cả nhà họ Độc Cô nhanh chóng chấn động vì chuyện này, chẳng mấy chốc xung quanh phủ đệ của nhà họ độc cô xuất hiện rất nhiều cao thủ. Trong một đại điện, độc cô liên ngồi yên lặng, lúc này, ông ta và phụ thân độc cô phong đều chỉ còn mỗi linh hồn. Hai người ngồi trong đại điện. Muốn đắp nặn thân thể không phải là một chuyện đơn giản, vì thế, bây giờ hai người còn chưa đáp nặn thân thể. Ngoài hai người, trong điện còn có mấy ông lão. Lúc này, sắc mặt bọn họ đều cực kỳ khó coi. Có người nhằm vào nhà họ Độc Cô ta. Lúc này, một ông lão nói với giọng điệu nặng nề, mà đến giờ chúng ta vẫn chưa biết đối phương là ai. Độc Cô Phong đột nhiên trầm giọng nói, gần đây nhà họ Độc Cô ta không có kẻ thù nào cả, có phải Diệp Huyên kia không? Ông lão bên dưới lắc đầu, không thể nào, dù thực lực của tên này không tệ, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức này. Độc Cô Phong nhẹ giọng nói, không phải hắn thì là ai? Ông lão tiếp lời, cho dù là ai, bây giờ người này nhằm vào nhà họ độc cô ta, chúng ta phải tìm ra đối phương. Độc cô Phong đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thị vệ đột nhiên chạy vào, mọi người nhìn thị vệ, gã hơi hoang mang nói, gia chủ, ngoài cửa lại có thêm 10 mất cái xác, đa số trong đó đều là cao thủ nguyên cảnh. Tất cả đều mất mạng bằng một chiêu kiếm, thủ pháp gọn gàng nhanh chóng. Là hắn. Đúng lúc này, Độc Cô Liên ở một bên đột nhiên nói, "Là hắn." Mọi người nhìn về phía Độc Cô Liên, ông ta cười khẩy, "Ta từng thấy thủ đoạn của tên súc sinh kia rồi, hắn rất hung ác. Hắn nói muốn tiêu diệt nhà họ Độc Cô ta, bây giờ hắn đến rồi." Độc Cô Phong trầm giọng nói, "Hắn không thể nào có thực lực như thế được, hắn." Độc Cô Liên cười ngắt lời, "Phụ thân, bảo vật đó ở trên người hắn, có bảo vật đó, tất cả đều có khả năng." Độc Cô phòng im lặng. Ông lão ở bên dưới đứng dậy. Nếu đúng là hắn, thì có lẽ sau lưng hắn không chỉ có một người. Mà bây giờ hắn còn im hơi lặng tiếng, chúng ta hoàn toàn không ngăn được hắn. Độc Cô liên nói, điều động tất cả ảnh tử. Ta không tin hắn sẽ không để lộ chút sơ hở nào. Tất cả cao thủ của nhà họ Độc Cô nhanh chóng được điều động, thị vệ đứng đầy xung quanh phủ đệ nhà họ Độc Cô, không chỉ ngoài sáng, trong tối cũng có rất nhiều mà sau khi nhiều cao thủ xuất hiện như thế, nhà họ độc cô không có ai chết nữa. Trong góc của một con phố bên ngoài phủ đệ nhà họ độc cô, Diệp Huyên hai tay ôm kiếm, lẳng lặng tựa vào vách tường. Diệp Huyên Giản tự tại nói tiếp, người có biết con yêu thú ở tầng 9 là thứ gì không? Diệp Huyên lắc đầu, hình như nó rất sợ ngươi. Giản tự tại nhẹ giọng nói, biết vì sao nó yếu như vậy không? chương 856, 7 Diệp Huyên đen mặt lại, như thế mà còn yếu hả? À. Giản tử tại tiếp tục, vì năm đó bị ta đánh tan nguyên thần, nếu không với thực lực của nó, chưa chắc vô gian luyện ngục này có thể nhốt được nó. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, giản cô nương, năm đó người thật sự tiêu diệt toàn bộ thần tộc ư. Giản tử tại im lặng một lát rồi nói, thần tộc bị tiêu diệt không liên quan đến ta lắm ta chỉ là giết mấy người trong thần tộc mà thôi, cái tiêu diệt thần tộc là sự kiêu ngạo của chúng, vô cùng kiêu ngạo. Diệp Huyên lại hỏi, trong những tộc ngươi biết, tộc nào là mạnh nhất? Giản tự tại đáp, có lẽ là người thái cổ trong truyền thuyết. Người thái cổ, Diệp Huyên hơi nhíu mày. Giản tự tại giải thích, một tộc đã từng tấn công ngũ duy giới, tiếc là sau đó không biết tại sao mà đột nhiên biến mất hết, không còn chút tin tức nào. Một là bọn họ đã đánh vào được ngũ duy giới, hai là bị tiêu diệt hết. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngũ duy giới này không thể đi vào ư. Giản tử tại nhẹ giọng nói, danh con nhà ngươi có phúc, vì ngươi là người có cơ hội tiến vào nhất, đương nhiên trước tiên là ngươi có thể sống sót. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một hồi rồi nói tiếp, ta vẫn luôn rất tò mò, tò mò tại sao cái tháp cũ nát này lại xuất hiện ở tứ duy giới này. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, ta nghĩ nó đến đây vì ta. Ha ha! Giản tự tại đột nhiên cười to, sau khi cười một lát, nàng ta nói, Diệp Huyên à Diệp Huyên, người đúng là mặt dày số một chư thiên vạn giới đấy. Diệp Huyên! Một ngày sau, Diệp Huyên biến mất trong góc, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bên trong phủ đệ của nhà họ độc cô. Trong phủ đệ của nhà họ độc cô nhanh chóng xuất hiện thêm thi thể của rất nhiều cao thủ, mà những thi thể này đều bị một chiêu kiếm cắt cổ. Độc cô Phong xuất hiện trên không trung của phủ đệ, lạnh lùng nhìn xung quanh, Diệp Huyên, lén lút hại người có giống nam nhân không, có bản lĩnh thì xuất hiện đi. Không một lời đáp lại. Mà lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện trong một đại điện, ở trước mặt hắn là độc cô Liên, lúc này, độc cô Liên đang sợ hãi nhìn Diệp Huyên. Một thanh kiếm kề trên cổ độc cô Liên. Độc cô liên cố ép mình bình tĩnh, Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên nhếch miệng cười, cứu cứu à, cháu tiến cứu cứu lên đường nhé. Sứt lời, hắn cắt một đường. Phụt. Linh hồn độc cô liên lập tức biến mất, nhưng sắc mặt Diệp Huyên lại thay đổi. Tất cả đều có cảnh giới vô thường. Rõ ràng nhà họ độc cô đã điều động tất cả mọi người rồi. Người dẫn đầu chính là độc cô Phong. Chương 857, vì ông ta cảm nhận được nguy hiểm. Độc Cô Phong lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không ngờ thật sự lại là ngươi. Diệp Huyên cười, bất ngờ lắm sao? Độc Cô Phong lạnh lùng nói, Diệp Huyên, không ngờ ngươi lại dám đến nhà họ Độc Cô ta, ngươi đúng là to gan. Diệp Huyên cười khẽ, ông chắc chắn ta chỉ đến một mình à? Nghe vậy, Độc Cô Phong híp mắt lại, phía sau ngươi còn có ai nữa? diệp huyên đáp ông đoán xem độc cô phong đang muốn nói chuyện độc cô liên ở bên cạnh đột nhiên cười khẩy còn nói nhảm với hắn làm gì giết ông ta vừa dứt lời diệp huyên ở phía đối diện đột nhiên dẫm chân phải xuống đất một hơi thở mạnh mẽ lập tức phát ra từ trong người hắn cả đại điện lập tức sụp xuống vô địch kim thần cộng thêm trang phục chư thần lúc này đối mặt với nhiều cao thủ như thế hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy của mình thôi. Nhìn thấy Diệp Huyên lại mặc vào bộ trang bị thần cấp này, sắc mặt độc cô Liên thay đổi, cẩn thận. Ông ta vừa nói xong, kiếm quang màu vàng đã lập tức xuyên thủng đầu một cao thủ của nhà họ độc cô. Giết chết trong nháy mắt. Thật sự là giết chết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi. Vì quá khó tin giết chết một cao thủ cảnh giới vô thượng trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía độc cô Phong, sắc mặt ông ta thay đổi, đang muốn lùi về sau thì Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một giây sau, một tia kiếm quang đã xuất hiện trước mặt ông ta. Nhất kiếm định hồn. Chiêu kiếm này nhằm vào linh hồn. Khi nhìn thấy Diệp Huyên ra chiêu kiếm này, độc cô Phong vô cùng hoảng hốt, vì ông ta cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Nếu thân thể của ông ta vẫn còn, đương nhiên ông ta sẽ không sợ chiêu kiếm này, nhưng lúc này ông ta chỉ còn mỗi linh hồn, thực lực yếu hơn lúc trước không chỉ một hai phần. Đặc biệt là chiêu kiếm này còn nhằm vào linh hồn. Độc cô Phong không hề nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, nhưng kiếm của Diệp Huyên lại nhanh hơn. Phập Độc cô Liên ở đối diện Diệp Huyên vội nói, mời lão tổ. Mau đi mời lão tổ. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một giây sau, kiếm quang vàng rực lóe lên. Xoẹt, chương 858, phản phệ. Lại có một cao thủ của nhà họ Độc cô bay đầu. Tàn sát. Sau khi sử dụng vô địch kim thân và trang phục chư thần, thực lực của Diệp Huyên có thể nói đã tăng lên một mức độ cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là trang phục chư thần khiến hắn đứng ở thế bất bại, vì những cao thủ cảnh giới vô thượng này cũng khó mà làm hắn bị thương. Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tàn sát ở phủ đệ nhà họ Độc Cô, gần như không ai có thể đỡ được một chiêu kiếm của hắn. Trước đây Độc Cô Phong có thể, tiếc là Độc Cô Phong đã bị con yêu thú ở tầng thứ 9 làm bị thương nặng rồi. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng từ nhà họ Độc Cô. Mà mục tiêu của Diệp Huyên chính là Độc Cô Liên kia, hắn không ngừng đuổi theo ông ta, hắn vẫn không quên lúc trước người này đã đối xử với Diệp Liên thế nào. Đam mỹ sắc nhìn thấy diệp huyên nhằm vào mình sắc mặt độc cô liên hoàn toàn thay đổi liên tục lùi về sau mà những cao thủ của nhà họ độc cô ở trước mặt ông ta đã dần chết hết lúc này độc cô liên thật sự hoảng rồi bọn họ đã đặt bẫy ổn thỏa đợi diệp huyên đến nhưng ông ta không ngờ rằng sau khi diệp huyên mặc trạng bị thần cấp này vào lại mạnh đến mức này không mai phục được mà còn bị giết độc cô liên liên tục lùi về sau ông ta nhanh chóng lùi về nhà thờ tổ, mà Diệp Huyên cũng đuổi giết đến tận nơi này. Sau khi chém chết một cao thủ của nhà họ Độc Cô, Diệp Huyên chém về phía nhà thờ tổ, mà khi chiêu kiếm này đến chỗ cách nhà thờ tổ mấy trượng, một sức mạnh thần bị đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, chớp mắt một cái. Ầm. Uhm. Tia kiếm khí kia lập tức vỡ tan. Nhìn thấy cảnh này, Độc Cô liên quay đầu nhìn vào trong nhà thờ tổ, lúc này Diệp Huyên ở cách đó không xa xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, một bóng trắng hư ảo bay ra từ trong nhà thờ tổ, khi bóng trắng này xuất hiện, không gian xung quanh lập tức không ngừng chấn động. Nhìn thấy bóng trắng này, Độc Cô Liên vội cúi chào bái kiến tiên tổ. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về chỗ khi nãy Diệp Huyên đang đứng, lúc này nơi đó đã chẳng còn ai. Chạy rồi. Chạy rồi. Vẻ mặt độc cô liên lập tức trở nên khó coi như ăn phải phân. Cứ thế, sau một ngày một đêm, Diệp Huyên trong hang núi mới từ từ tỉnh táo lại, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy cả người vô lực. Diệp Huyên vội lấy tử hỏa tinh ra bắt đầu nuốt trừng. Lúc này, giản tự tại đột nhiên nói, lúc trước nếu không trốn thì có lẽ người chết chắc rồi. chương 859 Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có trang phục chư thần này cũng không đánh lại người kia sao? Giản tự tại cười khẩy, người bây giờ, nếu nói thực lực bình thường thì ngay cả cảnh giới vô thượng cũng đánh không lại. Nếu không nhờ vô địch kim thân và trang phục chư thần, người đã sớm chết mấy vạn lần rồi. Nhưng vô địch kim thân và trang phục chư thần cũng không phải vô địch, hơn nữa người hoàn toàn không thể phát huy được uy lực thật sự của trang phục chư thần nói một cách đơn giản là người kia không thể phá hủy trang phục chư thần này nhưng lại có thể phá hủy ngươi hiểu chưa diệp huyên gật đầu hiểu rồi một canh giờ sau diệp huyên rời khỏi hang núi sau đó đi thẳng tới nhà họ độc cô diệp huyên nhanh chóng đi tới trước phủ đệ nhà họ độc cô một lần nữa mà lần này hắn vẫn che giấu hơi thở của mình như trước chuyện này vẫn chưa kết thúc Diệp Huyên lại lẻn vào trong phủ đệ một lần nữa, nửa khắc sau, bên trong nhà họ độc cô lại có thêm rất nhiều người chết. Những thi thể này đều xuất hiện không một tiếng động. Trong đại điện, độc cô liên ngồi ở ghế đầu nhìn chằm chằm phía trước, lúc này, các cao thủ của nhà họ độc cô gần như đều ở trong đại điện này. Trong điện, một cao thủ của nhà họ độc cô nói với giọng điệu nặng nề, tới rồi, hắn lại tới nữa rồi. Độc Cô Liên nhìn Độc Cô Minh ở một bên, "Minh thúc, thúc luôn túc trí đa mưu, thúc có ý kiến gì không?" Độc Cô Minh im lặng một lát, sau đó nói, "Chắc chắn người này sẽ không chịu yên, mà nếu hắn không xuất hiện, nhà họ Độc cô ta cũng không thể làm gì được hắn, trừ khi." Độc Cô Phong vội hỏi, "Trừ khi cái gì?" Độc Cô Minh đáp, "Trừ khi tìm người giúp đỡ." Độc Cô Liên nhíu mày, "Tìm nhà họ Cổ hoặc nhà họ Ngôn?" độc cô minh phân tích chắc chắn nhà họ môn sẽ không ra tay vì nhà họ độc cô ta luôn tiếp xúc nhiều với nhà họ cổ bọn họ chỉ mong chúng ta bị diệt phong thôi vì thế chúng ta chỉ có thể tìm nhà họ cổ nhưng nếu tìm nhà họ cổ chắc chắn sẽ phải hy sinh một vài thứ nghe đến đây xung quanh vô cùng yên tĩnh độc cô minh trầm giọng nói vậy chỉ còn lại một con đường cuối cùng độc cô liên gần giọng nói người này không chết sau này nhà họ độc cô ta chắc chắn sẽ bị diệt phong, không đúng, bây giờ nhà học độc cô ta đã không được yên ổn nữa rồi. Đi tìm nhà họ cổ. Độc cô Minh nhìn độc cô Liên, trầm giọng nói, sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Độc cô Liên lạnh lùng nhìn độc cô Minh, bây giờ đã sắp bị diệt tộc rồi. chương 860 Độc cô Minh thở dài, vậy để ta đến nhà họ cổ đi. Độc cô Liên gật đầu, như thế là tốt nhất độc cô Minh xoay người rời đi. Trong điện, hai mắt độc cô Liên khép hờ, không biết đang nghĩ gì. Mà trong phủ đệ của nhà họ độc cô, mỗi một khắc đều không ngừng có người chết, có thể nói nhà họ độc cô bây giờ đã rơi vào khủng hoảng. Rất nhiều người bắt đầu chạy trốn, đặc biệt là những hạ nhân của nhà họ độc cô đã chạy trốn gần hết rồi. Việc độc cô Liên có thể làm bây giờ chính là chờ đợi, chờ đợi độc cô Minh mời cao thủ của nhà họ cổ tới. Đúng lúc này, Độc Cô Liên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nơi đó có một cái đầu máu chảy đầm đìa bay vào. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Độc Cô Liên giật giật, ông ta vội đứng lên, mà lúc này, lại một cái đầu khác bay vào. Chương 861, lãi to rồi. Trong phòng, sắc mặt mấy người Độc Cô Liên cực kỳ khó coi. Nhưng không ai dám ra ngoài cả. Bây giờ sau khi Diệp Huyên mặc bộ trang phục thần cấp kia vào, có thể nói là nhân vật vô địch. Dù là cảnh giới vô thượng cũng không phải đối thủ của hắn. Mà ở đây không một ai vượt qua cảnh giới vô thượng cả. Chờ đợi. Việc bọn họ có thể làm bây giờ là chờ đợi, chờ đợi cao thủ của nhà họ cổ đến. Diệp Huyên đứng yên trong một góc ở bên ngoài, dù có người đi ngang qua trước mặt hắn cũng không phát hiện sự tồn tại của hắn. Khí hỗn độn Diệp Huyên phát hiện nếu hắn trở nên mạnh mẽ, thì khí hỗn động này cũng sẽ thế. Bên trong tháp giới ngục, giản tự tại chợt cất lời, vì sao không đi vào giết chết hết bọn họ. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, bên trong có ít nhất 6 cảnh giới vô thượng. bây giờ nếu ta đi vào, chắc chắn bọn họ sẽ cá chết lưới rách, khi đó ta lại phải mặc vào trang bị thần cấp kia, sau đó bị phản phệ. Trực giác nói với hắn, kẻ thù của hắn sẽ không chỉ có nhà họ độc cô, vì có rất nhiều người mơ ước tháp giới ngục. Mà nếu hắn bị phản phệ nữa, rất có thể sẽ không được may mắn như lúc trước. Giản tự tại nói, người cũng biết suy nghĩ đó chứ. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát, sau đó nói tiếp, nói thế nào nhà họ độc cô cũng có máu mủ ruột thịt với ngươi, ngươi thật sự muốn tuyệt tình như thế ư. Diệp Huyên cười khẩy, giản cô nương, người nói xem nếu ba mẫu tử ta rơi vào tay bọn họ, chúng ta sẽ có kết cục thế nào. Giản tự tại nhẹ giọng nói, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Diệp Huyên cười nói, cho nên vì sao ta phải nương tay. Bọn họ không coi ta là người thân, vì sao ta phải coi họ là người thân. Ta cũng đâu có ngốc. Giản tự tại cười nói, đúng thế, người ta đối xử với ta ra sao, ta sẽ đối xử với người ta như thế. Diệp Huyên chợt cười, giản cô nương, hình như gần đây ngươi không muốn ta chết nữa giản từ tại đáp chưa có cơ hội thôi diệp huyên cười hì hì không nói gì nữa hắn xoay người biến mất khỏi vị trí ban đầu vơ vét bây giờ đám người độc cô liên không dám ra ngoài có thể nói cả phủ độc cô không có ai ngăn được hắn mà nhà họ độc cô lớn như vậy sao có thể thiếu báu vật được diệp huyên bắt đầu điên cuồng vơ vét báu vật của nhà họ độc cô Diệp Huyên vô cùng hưng phấn. Lãi to rồi. Lần này hắn có thể nói là lãi to rồi. Sau khi vơ vét xong, Diệp Huyên đang muốn lặng lẽ rời đi thì đúng lúc này, ba sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện trên không trung của tòa phủ đệ. Khi ba uy thế này xuất hiện, một sức mạnh vô hình lập tức đảo qua mỗi một góc của phủ đệ nhà họ độc cô. chương 862 Cảm nhận được điều này, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, đang muốn lặng lẽ rút lui thì lúc này nguồn sức mạnh kia đột nhiên quét lên người hắn nhưng nguồn sức mạnh kia cũng không cảm nhận được hắn thấy thế diệp huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm lúc này giản tự tại nói căng thẳng cái gì dù sao khí hỗn động này cũng là thần vật sao những người này có thể nhìn ra nó được diệp huyên gật đầu hiểu rồi nói xong hắn lặng lẽ rút lui Ngươi không giết đám người độc cô liên à? Giết người có chia nhanh và chậm, ta muốn từ từ giết. Rõ ràng ngươi biết là đánh không lại nên muốn chạy. Ta đảm bảo với ngươi, nhà họ độc cô chắc chắn sẽ bị diệt phong. Chấm, được copy tại TGCMTGUUNME. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một ông lão áo bảo trắng đi vào. Nhìn thấy ông lão áo trắng này, Độc cô liên ngồi ở ghế đầu lập tức thở phào nhẹ nhóm, ông ta vội đứng lên nginh đón, hóa ra là tiền bối cổ hưu. Cảm ơn tiền bối cổ hưu đã đến đây giúp đỡ. Ông lão tên cổ hưu nhìn mọi người xung quanh, cười nói, nhà họ cổ ta và nhà họ độc cô đời đời giao hảo, bây giờ nhà họ độc cô gặp nạn, sao nhà họ cổ ta có thể khoanh tay đứng nhìn được. Bây giờ nhà họ cổ ta đã phái ba cao thủ đến rồi, có bọn họ chấn thủ, Diệp Huyên kia chắc chắn không dám xuất hiện nữa. Độc Cô Liên trầm giọng nói, "Cổ Hưu tiền bối, Diệp Huyên này thật không đơn giản." Cổ Hưu cười khẽ, "Ta biết, nhưng chỉ cần hắn dám xuất hiện thì hắn chắc chắn phải chết." Độc Cô Liên cười nói, "Như vậy thì tốt." Cổ Hưu cũng cười khẽ, nhưng nụ cười này có hơi kỳ lạ. Diệp Huyên trở về Vô Gian Luyện Ngục, vừa đến tầng thứ 9, một bóng người xinh đẹp đã nhào vào lòng hắn. Diệp Liên Lúc này Diệp Liên đã tỉnh lại rồi. Diệp Liên ôm chặt lấy Diệp Huyên không ngừng khóc, còn đầu cô Huyên ở cách đó không xa thì lẳng lặng đứng nhìn hai huynh muội. Diệp Huyên nhẹ nhàng vỗ lưng cho Diệp Liên cười nói, đừng khóc, có ca ca đây. Diệp Liên không ngừng rụi đầu vào lòng Diệp Huyên, khiến trước ngực Diệp Huyên dính đầy nước mũi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Độc Cô Huyên giải thích, dù nhà họ Độc Cô và nhà họ Cổ đều là một trong ba gia tộc lớn, nhưng thực lực của nhà họ Độc Cô và nhà họ Cổ cách biệt rất lớn. Năm đó, sở dĩ nhà họ Cổ muốn ta vào nhà bọn họ là vì muốn lấy được bảo vật trên người con. Mà bây giờ, bọn họ đã biết bảo vật này ở trong người con, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên nói, năm đó sao mẫu thân lại có được thứ này? Hắn vẫn luôn rất tò mò về lai lịch của thứ này, mà hắn biết trước đó, bảo vật này vẫn luôn nằm trong tay Độc Cô Huyên. Chương 863, có hơi thở mạnh mẽ. Độc Cô Huyên im lặng một lát, sau đó nói, "Ta sẽ nói với con sau, được không?" Diệp Huyên gật đầu, "Được." Độc Cô Huyên đi tới trước mặt Diệp Huyên, bà ấy nhìn hai huynh muội, nhẹ giọng nói, "Rời khỏi thiên vực, đi thật xa, có được không?" diệp huyên lắc đầu muộn rồi đương nhiên hắn biết lựa chọn tốt nhất của mình bây giờ là rời khỏi nơi này tiếc là hắn biết nếu đưa diệp liên và độc cô huyên ra ngoài chắc chắn sẽ bị bao vây bây giờ có quá nhiều người có ý đồ với hắn dù hắn chạy trốn tới đâu những thế lực này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn hơn nữa chưa tiêu diệt nhà họ độc cô hắn sẽ không đi đâu hết độc cô huyên nhìn hai huynh muội diệp huyên Vẻ mặt hơi phức tạp, trong lòng cực kỳ áy náy. Lúc này, bà ấy rất mong bảo vật này không còn ở trên người Diệp Huyên, nếu như không có nó, có lẽ Diệp Huyên sẽ không xuất chúng như thế, nhưng cũng sẽ không gặp nhiều phiền phức đến vậy. Thật ra bản thân bà ấy đã đánh giá thấp giá trị của bảo vật này rồi. Lúc này, con yêu thú nhỏ cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, nhân loại. Ba mẹ con Diệp Huyên nhìn về phía yêu thú nhỏ nó nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sư tôn của ngươi vẫn chưa đến à? Diệp Huyên hỏi, sao thế? Yêu thú nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mấy ngày qua, ta vẫn luôn suy nghĩ sao nàng ta lại nhận nhân loại làm đệ tử. Đây là chuyện không có khả năng, hơn nữa nàng ta và ngươi còn không phải người cùng thời đại, vì thế, chắc chắn ngươi không phải đệ tử của nàng ta. Nói xong, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện sắc mặt độc cô Huyên thay đổi, vội vã chắn trước mặt hai huynh muội Diệp Huyên. Diệp Huyên kéo độc cô Huyên, sau đó đi tới trước mặt còn yêu thú nhỏ này, nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, người có chắc là ta không phải đệ tử của nàng ta chứ? Tiểu yêu thú nói, chứng minh cho ta xem. Sứt lời, hơi thở mạnh mẽ kia lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên thầm nói, giản cô nương, giúp đỡ đi giản tự tại không đáp lại. Diệp Huyên xa sầm mặt, xem ra chuyện này chỉ có thể tự mình giải quyết thôi. Diệp Huyên đang muốn ra tay, nhưng lúc này, giản tự tại đột nhiên cất lời, trước thần môn, chỉ tay đoạn thần hồn. Có hơi thở mạnh mẽ. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, bọn họ tới. Diệp Huyên vừa nói xong, một ông lão áo trắng đã đi xuống từ tầng thứ 8 người đó chính là cổ hưu đến nhà họ độc cô trước đó. chương 864 Cổ hưu nhìn con yêu thú nhỏ ở trong góc xa xa. Nhìn thấy nó, trong mắt cổ hưu đầy vẻ kiêng rè, sau một thoáng yên lặng, lão ta lấy một quả to bằng nắm đấm ra, nó vừa xuất hiện, xung quanh lập tức xuất hiện mùi thơm. Con yêu thú nhỏ ở cách đó không xa nhìn thấy quả này thì trong mắt lộ vẻ tham lam. Cổ hưu đưa quả tới trước mặt yêu thú nhỏ, khẽ mỉm cười tiền bối đây là chút tấm lòng của nhà họ cổ ta mong tiền bối vui lòng nhận cho yêu thú nhỏ nhìn cổ hưu một cái sau đó cầm lấy quả kia thấy thế cổ hưu lập tức nở nụ cười sau đó lão ta quay đầu nhìn diệp huyên cách đó không xa diệp huyên ta cho ngươi một con đường sống không biết ngươi có chịu đi không đây diệp huyên cười hỏi đường sống gì cổ hưu nói giao thần vật kia ra Nhà họ Cổ ta sẽ cho ba mấu tử ngươi một con đường sống." Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, "Không được, vì chắc chắn các người sẽ không cho chúng ta một con đường sống." Cổ Hưu hít mắt lại, xem ra là ngươi muốn đi con đường chết. Dứt lời, lão ta vung tay phải, một sức mạnh cường đại tập trung trong lòng bàn tay của lão ta. Mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, sau đó chắp tay thành hình chữ thập trước ngực sư phụ vô địch của con, mau tới cứu con với. Nghe thấy lời Diệp Huyên nói, yêu thú nhỏ cách đó không xa đột nhiên thay đổi sắc mặt, một giây sau, nó xông về phía cổ hưu ở cách đó không ra. Nhìn thấy con yêu thú nhỏ kia ra tay, sắc mặt cổ hưu thay đổi, liên tục lùi về sau, nhưng tốc độ của con yêu thú nhỏ kia nhanh hơn, chớp mắt một cái đã đi tới trước mặt lão ta. Cổ hưu thầm thấy hoảng hốt, vào thời khắc mấu chốt này, lão ta dứt khoát vứt bỏ thân thể của mình, đập tay phải lên bụng mình. Bùm! Thân thể vỡ tan, linh hồn của lão ta muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên chém lên người lão ta. Nhất kiếm định hồn. Có chuyện của độc cô Phong trước đó, lúc này Diệp Huyên đã sớm chuẩn bị, lúc yêu thú nhỏ ra tay, hắn cũng đã chuẩn bị ra tay, để tránh cổ hưu vứt bỏ thân thể, sử dụng linh hồn chạy trốn khi chiêu kiếm này đâm vào linh hồn cổ hưu lập tức trợn tròn hai mắt trong mắt đầy vẻ khó tin vì lão ta không ngờ con yêu thú nhỏ này sẽ ra tay cũng không hiểu tại sao nó lại ra tay đến chết vẫn không hiểu cổ hưu chết rồi diệp huyên rút kiếm ra sau đó lấy nhẫn xiển u ra bắt đầu hấp thu linh hồn của cổ hưu thứ này rất có lợi với hắn dù không thể nhanh chóng nâng cao thực lực nhưng từ từ tích lũy sau này cũng có tác dụng lớn nhất là với linh hồn của hắn. Yêu thú nhỏ ở một bên nhìn Diệp Huyên, sau đó lùi lại. Cực kỳ cực kỳ thoải mái, cả linh hồn đều như bay lên. Diệp Huyên cất nhẫn xỉn U, sau đó xoay người nhìn về phía Độc Cô Huyên và Diệp Liên, hai người ở lại đây, con ra ngoài một chuyến. Diệp Liên vội ôm lấy cánh tay hắn, ngồi đi cùng với huynh. Diệp Huyên lắc đầu, ngoan, ở lại đây đi chương 865, bị phát hiện rồi. Diệp Liên lắc đầu thật mạnh. Diệp Huyên cười nói, đợi muội trở nên mạnh hơn, sau đó hẳn kề vai chiến đấu với Huynh, được không? Diệp Liên hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Liên, ở lại đây đợi ca ca, còn nữa, đừng hận bà ấy, có biết không? Diệp Liên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, không, nếu không vì bà ấy, Kaka sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, muội sẽ không tha thứ cho bà ấy. Nói một hồi, cô bé bật khóc. Cô bé sẽ mãi mãi không quên những đau khổ mà Kaka phải chịu, mà sở dĩ Kaka chịu khổ như thế là vì người phụ nữ kia rời đi. Nếu bà ấy không rời đi, Kaka sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy. Từ nhỏ, cô bé đã căm hận bà ta rồi, căm hận vì Kaka nghe thấy lời diệp liên nói độc cô huyên ở cách đó không xa cảm thấy trong lòng đau xót diệp huyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho diệp liên cười nói vậy muội có biết mẫu thân là vì cứu chúng ta nên mới rời đi không diệp liên nhìn diệp huyên hắn dịu dàng nói nói cho cùng bà ấy không nợ gì chúng ta cả còn vì bảo vệ chúng ta mà bị nhốt ở nơi này mười mấy năm là chúng ta nợ bà ấy có biết không nghe diệp huyên nói thế Độc Cô Huyên lập tức rơi nước mắt. Diệp Huyên nói tiếp, ca ca không hận, muội cũng đừng hận, có được không? Diệp Liên im lặng không nói lời nào. Diệp Huyên cười khẽ, hai người ở lại đây chờ huynh, huynh muốn đi giết một vài người. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Độc Cô Huyên đi tới trước mặt Diệp Liên, Diệp Liên cúi đầu không nói lời nào độc cô huyên nhẹ giọng nói con hận mẫu thân mẫu thân hiểu nhưng con có thể cho mẫu thân một cơ hội không một cơ hội để bù đắp diệp liên vẫn cúi đầu không nói lời nào độc cô huyên nhẹ nhàng kéo tay diệp liên diệp liên muốn rút về nhưng độc cô huyên nắm rất chặt sau khi thử rút về nhưng không được thì diệp liên cũng thôi thấy thế độc cô huyên lập tức nở nụ cười sắc mặt của con yêu thú nhỏ ở cách đó không xa hơi khó coi bây giờ diệp huyên không định đưa hai người này đi rõ ràng là muốn coi chỗ của nó là nơi lánh nạn thật ra diệp huyên đúng là có ý đó tiến có thể công lùi có thể thủ sau khi rời khỏi vô gian luyện ngục diệp huyên đi thẳng đến nhà họ độc cô đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho nhà họ độc cô phải biết rằng độc cô liên kia vẫn chưa chết Diệp Huyên vừa rời khỏi Vô Gian Luyện Ngục đã cảm nhận được một hơi thở bao vây lấy hắn. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Ông ta mặc trường bào màu xám, trong tay cầm một cây quạt giấy màu đen, mà ông ta chỉ có một con mắt. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Huyên, cười nói: "Chắc hẳn ngươi chính là Diệp Huyên. Không tệ, không tệ, đúng là kỳ tài ngút trời, đặc biệt là cách ẩn nấp của ngươi, nếu không phải nhờ có trận pháp này, ta cũng không thể phát hiện ra ngươi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, nhà họ cổ. Ông ta gật đầu. chương 866. Diệp Huyên cười nói, nhà họ cổ muốn ra mặt vì nhà họ độc cô à. Người đàn ông trung niên cười khẽ, phe phẩy quạt giấy, cũng không phải, lần này ta đến đây chỉ vì một chuyện thôi, đó là giết người. Diệp Huyên hỏi, không phải đoạt bảo à. Ông ta cười nói, giết người trước, đoạt bảo sau. Diệp Huyên cười, sau đó hắn lấy đạo tắc không gian ra. Khi đạo tắc không gian xuất hiện, cả người hắn lập tức trở nên mờ ảo. Người đàn ông trung niên cười, muốn lợi dụng không gian bỏ chạy à? nằm mơ đi. Nói xong, ông ta đè tay phải xuống. ầm. Uhm, một bóng người dừng lại ở lối vào của vô Gian luyện ngục bên dưới. Chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên bị một sức mạnh cường đại làm đứng yên tại chỗ. Diệp Huyên ngẩng đầu lên, một quyền ấn đánh nhanh xuống từ trên không trung tựa như núi lớn đè lên đầu, mà mục tiêu của nó chính là hắn. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức hắn hoàn toàn không có cách né tránh. Diệp Huyên rút kiếm đâm lên trên một cái. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng khắp chân trời, sau đó, một tia kiếm quang chém lên trên quyền ấn kia. Âm. Chân trời rung động kịch liệt. Diệp Huyên bên dưới liên tục lùi về sau, lùi xa hơn trăm trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại, người đàn ông trung niên kia đã xuất hiện ở chỗ cách hắn không xa. Ông ta chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, không tệ không tệ, đỡ được một quyền của ta mà chỉ bị thương nhẹ, giỏi đấy. Nói xong, ông ta đột nhiên siết chặt tay phải, quyền ý mạnh mẽ lập tức xuất hiện cả không gian cũng vì thế mà run rẩy dữ dội. Sắc mặt Diệp Huyên bên dưới hơi thay đổi, tay phải của hắn nắm chặt chuôi kiếm, hai luồng kiếm ý tràn vào trong vỏ kiếm như nước suối, cùng lúc đó, một hơi thở mạnh mẽ tản ra từ trong người hắn. Vô địch kim thân. Đối mặt với người đàn ông trung niên này, hắn không dám xem thường, dứt khoát sử dụng vô địch kim thân luôn. Người đàn ông trên không trung nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, người sử dụng thần thông gì vậy? Trông cũng lợi hại đấy. Diệp Huyên không muốn nói nhảm, hắn dẫm chân phải một cái. Người đàn ông trung niên ở bên dưới Diệp Huyên cười khẽ, đúng là có chút yêu nghiệt. Nói xong, ông ta đấm một phát lên trên. ầm, uhm. Không gian xung quanh không ngừng chấn động, tia kiếm quang kia của Diệp Huyên bị nguồn sức mạnh này ép dừng lại. Cùng lúc đó, Diệp Huyên đứng trên không trung liên tục lùi về sau, nhưng còn chưa lùi vài bước đã dừng lại, sau đó, hắn xông về phía trước, lại chém ra một kiếm. Chương 867, cứ thế chạy rồi. Người đàn ông Trung niên lại giơ tay đấm ra một quyền, không gian bị cú đấm này làm lõm vào, cực kỳ đáng sợ. Ầm. Uhm. Một tiếng nổ kinh khủng vang vọng nơi chân trời, người đàn ông Trung niên ở bên dưới Diệp Huyên liên tục lùi mười mấy trượng ông ta vừa mới dừng lại, không gian phía sau ông ta đã nứt toác. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm không hề báo trước bay ra từ trong không gian trước mắt ông ta, tốc độ cực kỳ nhanh. Thuấn không nhất kiếm. Nhìn thấy chiêu kiếm này, người đàn ông trung niên cười khẽ kiếm kỹ được đấy. Nói xong, ông ta kẹp hai ngón tay lại, kiếm quang trước mặt ông ta lập tức biết mất, mà giữa hai ngón tay của ông ta chính là kiếm của Diệp Huyên người đàn ông trung niên cảm thán chẳng trách cảnh giới vô thượng cũng không làm gì được ngươi đúng là không tầm thường nói xong thanh kiếm giữa hai ngón tay của ông ta đột nhiên bay ra chém về phía diệp huyên ở cách đó không xa nhanh tốc độ của chiêu kiếm này rất nhanh còn nhanh hơn chiêu kiếm của diệp huyên khi nãy diệp huyên hoảng hồn không dám khinh thường hắn duỗi tay phải về phía trước sau đó dùng sức nắm chặt dùng trực giác nắm lấy thanh kiếm kia, nhưng sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong vẫn khiến hắn liên tục lùi về sau, lùi tận mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn cánh tay mình, lúc này cánh tay của hắn đã nứt ra, máu tươi không ngừng chảy xuống. Diệp Huyên dùng mình, người này quá mạnh. Người đàn ông trung niên chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, chẳng trách trước đó nhà họ độc cô lại bất chấp tất cả để giết ngươi, ngươi thật sự phải chết, không chết, chúng ta thấy không yên tâm. Sứt lời, ông ta nhẹ nhàng đè tay phải xuống, một sức mạnh hủy thiên diệt địa lập tức bao phủ xuống không chung, cực kỳ đáng sợ, như trời sắp sập xuống luôn vậy. Nhí mất Diệp Huyên giật giật, một giây sau, hắn xoay người trốn vào trong vô gian luyện ngục. Người đàn ông trên không chung ngây người. Chạy. Cứ thế chạy rồi. Người đàn ông trung niên im lặng một lúc, sau đó biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong vô gian luyện ngục nhưng ông ta vừa bước vào vô gian luyện ngục một người áo đen đột nhiên xuất hiện nói đến đây gã ta dừng lại một lát rồi tiếp tục không biết các hạ là thần thánh phương nào nói xong gã ta chậm rãi siết chặt tay phải một sức mạnh thần bí lặng lẽ ngưng tụ người áo đen ở đối diện bước về phía trước một bước bước đi rất lặng lẽ vô cùng lặng lẽ không có chút dao động nào mươi 868, đột phá. Vẻ mặt người đàn ông trung niên cực kỳ đề phòng, vì gã ta biết rất nhiều lúc, một vài cao thủ đã đạt đến trình độ phản phát quy chân, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa đại đạo của thiên địa. Dù lúc này gã ta không cảm nhận được hơi thở đại đạo gì đó, nhưng gã ta vẫn không dám lơ là chút nào. Càng bình thường, có thể sẽ càng bất phàm. Lúc này, thanh kiếm trước mặt người áo đen đột nhiên khẽ run lên, nhìn thấy thanh kiếm này sắc mặt người đàn ông thay đổi không nhịn được lùi về sau hai bước mà vừa lùi lại hơi thở trên người gã ta yếu đi rất nhiều cảm nhận được điều này người đàn ông trung niên hơi híp mắt lại thầm thấy hoảng hốt sao mình có thể bị một thanh kiếm bước lui chứ vì thế gã ta lại tiến lên hai bước vừa tiến lên hơi thở của gã ta lập tức mạnh hơn rất nhiều người đàn ông trung niên hơi thở phào lúc nhìn về phía thanh kiếm kia một lần nữa, trong mắt gã ta tràn đầy sự kiêng rè. Không ngờ mình lại suýt bị một thanh kiếm phá vỡ võ đạo chi tâm. Người áo đen ở phía xa đột nhiên nói, nhìn thấy bản chủ vẫn có thể giữ được võ đạo chi tâm, người cũng xem như không tệ. Người đàn ông trung niên nhìn người áo đen, từ từ siết chặt tay phải, không biết các hạ xưng hô thế nào. Người áo đen nói, tên chẳng qua chỉ là một cách gọi, biết thì sao? Không biết thì sao? Nghe đây, người quay về đợi đi, năm ngày sau, bản chủ sẽ cùng tên đệ tử nhát gan này của mình đích thân tới nhà họ cổ, khi đó, sư đồ ta sẽ giải quyết chuyện với nhà họ cổ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên híp mắt lại, ông muốn đến nhà họ cổ của ta. Người áo đen hỏi, không được à? Người đàn ông trung niên im lặng một lúc, sau đó nói, năm ngày sau, cổ liêm ta đợi các hạ đến nói xong gã ta xoay người rời đi cổ liêm đi rồi người áo đen xoay người bỏ chạy đương nhiên người áo đen này chính là diệp huyên trong tầng thứ hai của vô gian luyện ngục vẻ mặt diệp huyên cực kỳ nghiêm túc vì hắn phát hiện hắn bây giờ và người đàn ông tên cổ liêm kia có tranh lệch rất lớn trừ khi sử dụng trang phục chư thần nếu không hắn hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương mà dù sử dụng trang phục chư thần, hắn cũng không chắc có thể giết chết đối phương, một khi không thể giết chết đối phương thì hắn sẽ chết chắc. Quan trọng nhất là bây giờ hắn không thể dẫn Diệp Liên và Độc Cô Huyên đi, vì bây giờ có quá nhiều người có ý đồ với hắn. Nhưng tiếp tục như thế cũng không phải cách. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, nặng nề hỏi, giản cô nương, nếu ta muốn đạt đến nguyên cảnh. Giản tự tại ngắt lời, đừng hỏi ta, cảnh giới quá thấp, ta không hiểu. Diệp Huyên đen mặt lại, giản cô nương, không phải ngươi cũng từng bước đi lên sao? Ngươi, chương 869, giản tự tại nói, ta là một bước thành thần, không giống với ngươi. Diệp Huyên ngây người, sau đó bĩu môi, một bước thành thần. Ngươi lừa ai thế? Giản tự tại nhẹ giọng nói, đạo, nhìn như rất gần, nhưng cũng rất xa. Đối với một vài người, Họ và đạo cách nhau rất xa, còn với một vài người, họ và đạo chỉ cách nhau một bước. Trong thiên địa có không ít người như thế. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó trầm giọng hỏi, "Giản cô nương, vậy ngươi thấy từng bước thành thần hay một bước thành thần lợi hại hơn?" Giản Tử Tại im lặng một lát rồi nói, "Ngươi hỏi cái này có ý nghĩa sao?" Nói chung ngươi chỉ cần hiểu một điều, đó là bây giờ ngươi rất yếu, vô cùng yếu, hiểu chưa? Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lại, không gian lập tức khẽ run lên. Cảm nhận được nguyên lực. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên thầm thấy vui vẻ, vì hắn cảm nhận được một năng lượng thần bí, hắn vội sử dụng lực lượng không gian ngưng tụ nó, chẳng mấy chốc, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện điểm đen bằng hạt gạo. Nhìn thấy điểm đen này, Diệp Huyên lập tức ngây người. Nguyên lực không phải màu tím sao? Sau một hồi im lặng, hắn không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục ngưng tụ, dần dần, điểm đen trong lòng bàn tay hắn ngày càng to hơn, đến lúc này đã to bằng ngón tay cái rồi, mà bên trong nó còn ẩn chứa một nguồn sức mạnh. Vẻ mặt Diệp Huyên hơi nghiêm túc, vì hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh này có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc nó lạ ở chỗ nào thì hắn cũng không rõ. Diệp Huyên nặng nề hỏi, "Giản cô nương cái này có gì không đúng không giản tự tại nói không có gì không đúng cả tiếp tục diệp huyên gật đầu tiếp tục ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng xuất hiện một vòng xoáy màu đen sau khi nó xuất hiện không gian xung quanh đột nhiên run rẩy cùng lúc đó không gian trước mặt hắn bắt đầu mở đi sắc mặt diệp huyên thay đổi giản cô nương chuyện gì thế này giản tự tại im lặng một lát rồi nói khí âm linh Diệp Huyên vội hỏi, khí âm linh là gì? Giản tự tại nói, là âm khí người đã chết phát ra, nơi đây không biết từng có bao nhiêu người chết, tập trung khí âm linh vô cùng vô tận, mà ngoài tử khí, chúng nó là một loại linh khí có tính ăn mòn mạnh nhất trong thiên địa. Diệp Huyên liên tục lùi về sau, vì không gian trước mặt hắn đang dần biến mất, cực kỳ đáng sợ. Giản tự tại lại nói, điều khiển chúng nó diệp huyên vội hỏi điều khiển như thế nào giản tự tại đáp người ngừng tụ thế nào thì điều khiển như thế đó diệp huyên cố gắng khiến mình bình tĩnh lại tay phải hơi nâng lên sau đó bắt đầu nắm chặt lại dần dần khí âm linh trước mặt hắn bắt đầu chậm rãi nhỏ đi sau đó biến mất giản tự tại nói khí âm linh có tính ăn mòn rất mạnh ngay cả bản nguyên của không gian cũng có thể ăn mòn nếu ngươi có thể khống chế được nó dù không cần vô địch kim thân và trang phục chư thần, người cũng có thể giết chết cảnh giới vô thượng. Quan trọng nhất là, sau khi nắm giữ khí âm linh này, nếu người còn nắm giữ nguyên khí, hợp nhất hai cái lại chắc chắn sẽ có niềm vui bất ngờ. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn giản cô nương đã chỉ bảo. Giản tự tại nói, vô gian luyện ngục này có rất nhiều khí âm linh, người có thể ngưng tụ thành kiếm khí âm linh, sau này khi đối địch với người khác, sử dụng những kiếm khí âm linh này như phi kiếm, khí âm linh là khí, khác phi kiếm bình thường rất nhiều, sử dụng sẽ có hiệu quả. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. chương 870, chờ đợi Diệp Huyên. Nói xong, hắn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ những khí âm linh này, chẳng mấy chốc, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn, một thanh kiếm màu đen nhánh. Kiếm khí âm linh Cả thanh kiếm dài khoảng 3 mét, không có chuôi kiếm, có màu đen nhánh, quanh thân phát ra một hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Vẻ mặt Diệp Huyên rất nghiêm túc, vì thanh kiếm này quá nguy hiểm, bản thân hắn cũng không dám chạm vào nó, trừ khi sử dụng vô địch kim thân, nếu không dù thân thể của hắn từng được máu rồng cải tạo cũng không chịu nổi sự ăn mòn của khí âm linh này. Diệp Huyên cẩn thận thu kiếm khí âm linh này vào trong tháp giới ngục, vừa vào tháp giới ngục, tiểu linh nhi đã lập tức bay tới, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm này sắc mặt cô bé bỗng thay đổi một giây sau cô bé đấm tới một phát ầm uhm. thanh kiếm kia lập tức bị đánh bay tiểu linh nhi còn muốn ra tay diệp huyên vội ngăn cô bé lại tiểu linh nhi người muốn làm gì tiểu linh nhi nhìn thoáng qua thanh kiếm kia vẻ mặt hơi lạnh nhạt hơi thở xấu xa diệp huyên cười khổ sau đó nói ta dùng nó để đánh người xấu đánh người xấu thì phải dừng thứ xấu hiểu không Tiểu Linh Nhi không nói gì, cô bé vẫn nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, vẻ mặt không có ý tốt. Diệp Huyên lắc đầu cười, một lát sau, sau khi hắn không ngừng khuyên bảo, Tiểu Linh Nhi với tỏ vẻ chịu tha cho thanh kiếm này. Nhìn Tiểu Linh Nhi nhàn nhã ở cách đó không xa, Diệp Huyên trầm giọng nói, "Giản cô nương, hình như cô bé lại mạnh lên rồi." Giản tự tại nói, cô bé là bản nguyên chi thể, đương nhiên sẽ mạnh lên rất nhanh. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, không thể nói với cô bé là cô bé rất mạnh được. Hắn phát hiện thực lực của tiểu Linh Nhi này thật sự rất đáng sợ, nếu để cô bé biết mình mạnh, thì e rằng con nhóc này sẽ coi trời bằng vung. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, sau đó quay lại tầng thứ ba của vô gian luyện ngục, bắt đầu ngưng tụ kiếm khí âm linh. Bốn ngày sau, nhà họ cổ là gia tộc đứng đầu ba gia tộc lớn ở thiên vực, đương nhiên thực lực của nhà họ cổ là không thể nghi ngờ, mà nền tảng của nhà họ cổ cũng có thể nói là vững chắc nhất trong ba gia tộc lớn. Hôm đó, tất cả cao thủ của nhà họ cổ đều trở về tộc. Cổ liêm chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng trên không trung của phủ đệ nhà họ cổ. Xung quanh rất yên tĩnh, nhưng tất cả cao thủ của nhà họ cổ đều ẩn mình trong bóng tối. Hôm nay, cả nhà họ cổ đều đang sẵn sàng đón địch chờ đợi diệp huyên nói đúng hơn là chờ đợi người áo đen thần bí kia cứ chờ đợi như thế chờ từ sáng đến trưa lại từ trưa đến tối nhưng diệp huyên và người áo đen thần bí kia vẫn không xuất hiện vô gian luyện ngục không phải người phải đến nhà học cổ à ta có nói đi à có à tạm thời không đi vì sao ta đánh không lại đợi khi nào đánh lại ta mới đi Giản tự tải. Chương 871: rời khỏi thiên vực. Trên không trung của cổ phủ, Cổ Liêm nắm chặt tay phải, sắc mặt lạnh lùng. Ông ta biết rất có thể là mình bị chơi xỏ rồi. Nhưng vấn đề là cao thủ như thế, sao có thể nuốt lời được? Một ông lão xuất hiện bên cạnh Cổ Liêm, ông lão nhíu mày nhìn về phía chân trời, người kia thật sự mạnh lắm sao? Cổ liêm nhẹ giọng nói, một thanh kiếm suýt phá vỡ võ đạo tri tâm của ta, ông nói xem. Ông lão nặng nề nói, có lẽ cao thủ như thế sẽ không nuốt lời đâu. Cổ liêm lắc đầu, cho dù thế nào thì người nọ cũng không tầm thường, nhà họ của ta không thể xem nhẹ được. Ông lão nói, đương nhiên, ta đã điều tra lai lịch của Diệp Huyên này rồi, có lẽ bảo vật kia cũng ở trên người hắn, ngoài ra, hình như sau lưng hắn thật sự có một cao thủ bí ẩn vì hắn gặp nguy cơ mấy lần đều có thể vượt qua được nhưng rốt cuộc người nọ là người phương nào lai lịch ra sao chúng ta đều không biết cổ liêm nhẹ giọng nói không cần biết người nọ là ai nhà họ cổ ta nhất định phải có được báu vật này nếu lấy được nó chắc chắn nhà họ cổ ta có thể vượt qua nam bắc Phó tông và thánh địa thậm chí là hơn cả vị ương tinh cung ông lão nặng nề nói nhưng nếu thật sự lấy được thứ này thì e rằng cũng là một tai họa Cổ liêm nói, đánh cược một lần. Ông lão gật đầu, như nhớ tới điều gì, ông ta lại nói, theo ta được biết, hình như Diệp Huyên này có quan hệ với nhà họ Vân. Cổ liêm ra lệnh, liên lạc với nhà họ Vân, còn nữa, duy trì đại trận ở vô gian luyện ngục mọi lúc, đừng để người nọ đi ra ngoài. Ông lão gật đầu, vẫn luôn có người duy trì trận pháp, nhưng còn yêu thú ở tầng thứ 9. Nghe thấy thế, Vẻ mặt cổ liêm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhà họ cổ cũng khá kiêng rẻ vô gian luyện ngục này. Cổ liêm im lặng một hồi mới nói, ta sẽ nghĩ cách xử lý. Nói xong, gã ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nhà họ độc cô Vì Diệp Huyên, cho nên bây giờ nhà họ độc cô chỉ còn lại mấy người ít ỏi. Có thể nói nhà họ độc cô bây giờ đã không còn tư cách đứng ngang hàng với nhà họ môn và nhà họ cổ nữa. Trong một gian đại điện, Độc Cô Liên vẫn còn là linh hồn ngồi yên lặng, sắc mặt hơi dữ tợn. Vì Diệp Huyên nên thực lực của nhà họ Độc Cô giảm mạnh, một vài thế lực xung quanh đã bắt đầu chậm rãi từng bước xâm chiếm sản nghiệp của nhà họ Độc Cô. Mà nhà họ Độc Cô không có chút sức phản kháng nào, cũng không dám phản kháng. Lúc này, Độc Cô Minh đi vào trong biệt. Nhìn thấy Độc Cô Minh, Độc Cô Liên vội đứng lên, chết rồi à. Độc cô Minh lắc đầu. Độc cô Liên gần giọng những người đã chết của nhà họ độc cô ta cứ bỏ qua như thế sao? Độc cô Minh khẽ thở dài, nếu còn tiếp tục nữa, gia tộc sẽ có nhiều người chết hơn. Độc cô Liên siết chặt hai tay, Diệp Huyên phải chết. Độc cô Minh nhìn độc cô Liên, sau đó lặng lẽ lui xuống. chương 872, tiếp theo còn định thế nào? Ngoài điện, độc cô Minh nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, không cứu nổi. Nói xong, lão ta thẳng thừng rời đi, rời khỏi nhà họ Độc cô. Cuối cùng, lão ta vẫn lựa chọn rời khỏi nhà họ Độc cô, vì lão ta không nhìn thấy chút hy vọng nào cả. Trong điện, Độc cô Liên im lặng một lát, sau đó đi đến nhà thờ tổ, ở giữa nhà thờ tổ có tượng của một người đàn ông trung niên. Độc cô Liên im lặng rất lâu, sau đó từ từ quỳ xuống. Tiên tổ, nhà họ độc cô xảy ra biến cố, còn bất hiếu xin linh hồn của tiên tổ hiện thân. Một lát sau, tay của bức tượng kia đột nhiên cử động. Tầng thứ 9, vô gian luyện ngục. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, một thanh kiếm khí âm linh đang ngưng tụ trước mặt hắn. Diệp Liên yên lặng dựa vào lưng hắn, còn độc cô Huyên thì ngồi ở một bên nhìn hai huynh muội. Con yêu thú nhỏ kia thì nhìn chằm vào Diệp Huyên, nó rất muốn một trưởng đánh chết Diệp Huyên, nhưng lại không dám ra tay. Chưa tới nửa canh giờ sau, không gian trước mặt Diệp Huyên khẽ run lên, sau đó, một thanh kiếm khí âm linh xuất hiện. Trước đó hắn đã ngưng tụ được bảy thanh kiếm khí âm linh rồi. Mỗi một thanh kiếm đều tương đương với thánh khí cực phẩm, quan trọng nhất là kiếm này không thể đụng vào, dù là cảnh giới vô thượng chạm vào nó cũng sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa kiếm này còn ở thể khí, rất nhẹ, dùng làm phi kiếm sẽ có tốc độ rất nhanh. Diệp Huyên vội đưa thanh kiếm vào trong tháp giới ngục, hắn cũng không dám để kiếm này ở bên ngoài quá lâu, vì hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó. Bên trong tháp giới ngục, Tiểu Linh Nhi đang đứng trước tám thanh kiếm khí âm linh, cô bé lạnh lùng nhìn chằm chằm tám thanh kiếm, các người cẩn thận một chút cho ta, ta đánh nhau rất giỏi đấy, các người biết không, nói xong, cô bé vung nắm đấm lên. Diệp Huyên, nhìn thấy Diệp Huyên, Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó cô bé quay đầu tiếp tục đi tưới linh quả, nhưng thỉnh thoảng cô bé sẽ lạnh lùng liếc nhìn mấy thanh kiếm kia, mà rõ ràng mấy thanh kiếm kia cũng không dám trêu vào cô bé. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn mấy thanh kiếm khí âm linh kia, có mấy thanh phi kiếm này chẳng khác nào có thêm một lá bài tẩy. Lúc này, độc cô Huyên đi tới, bà ấy nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng hỏi tiếp theo con định thế nào diệp huyên nắm lấy tay diệp liên lúc này đã ngủ say bảo vệ tốt cho hai người độc cô huyên ngồi xuống trước mặt diệp huyên bà ấy nhìn diệp huyên nhẹ giọng nói con có chịu chấp nhận người mẫu thân này không diệp huyên nhẹ giọng nói con và muội muội lớn lên ở nhà họ diệp nhưng lại không biết gì về chuyện của phụ ông ấy cả độc cô huyên im lặng diệp huyên hỏi không nói được sao độc cô huyên lắc đầu chuyện này sau này mẫu thân sẽ nói với con sau, được không? chương 873, người có thể làm được à? Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn đặt Diệp Liên vào lòng độc cô Huyên, đi tới trước mặt con yêu thú nhỏ. Yêu thú nhỏ nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra vui giận. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, có rất nhiều người muốn giết ta, bọn họ đều rất mạnh. Yêu thú nhỏ lẳng lặng nhìn Diệp Huyên diệp huyên lại nói từ lần đầu tiên gặp tiền bối ta đã biết tiền bối là một yêu thú có lòng chính nghĩa chắc chắn tiền bối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đúng không yêu thú nhỏ nhìn thẳng vào diệp huyên giọng điệu vô cùng kiên định ta sẽ khoanh tay đứng nhìn nói xong nó lại nhấn mạnh thêm lần nữa ta thật sự sẽ làm thế diệp huyên sa sầm mặt sao tên này không theo kịch bản thế yêu thú nhỏ đi tới trước mặt diệp huyên nó nhìn thẳng vào Diệp Huyên, nàng ta không ở đây, đúng không? Nàng ta này đương nhiên là chỉ giản tự tại. Diệp Huyên gật đầu, không có ở đây. Yêu thú nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một lát sau, nó nói, nhân loại, rời khỏi đây ngay. Nói xong, nó xoay người muốn đi, mà lúc này, Diệp Huyên vội vàng nói, đợi đã đợi đã. Yêu thú nhỏ nhìn về phía Diệp Huyên, diệp huyên suy nghĩ một lát rồi nói ngươi không muốn ra ngoài sao trong mắt yêu thú nhỏ lộ vẻ châm chọc ngươi có thể làm được à diệp huyên đáp ta không thể làm được nhưng sư phụ của ta thì có thể giản tự tải yêu thú nhỏ hít mắt lại nó cứ nhìn diệp huyên như thế một lúc lâu sau đó nó lắc đầu nếu nàng ta nhìn thấy ta thì sẽ chỉ giết ta thôi diệp huyên nói có ta ở đây người sẽ không làm thế yêu thú nhỏ cười khẩy người lấy gì đảm bảo diệp huyên nghiêm túc nói ta là đệ tử duy nhất của người người thích ta nhất bình thường người vẫn luôn nghe theo lời ta yêu thú nhỏ quan sát diệp huyên ta thật sự không hiểu ngươi ngay cả thần căn cũng không có thể chất bình thường như vậy sao nàng ta có thể coi trọng ngươi được diệp huyên ha ha trong tháp giới ngục chợt vang lên tiếng cười to của giản tự tại, con yêu thú trong cửa thần tộc này biết nói chuyện đấy, ta sẽ miễn tội chết cho nó, ha ha. Diệp Huyên Lúc này, con yêu thú nhỏ đột nhiên cất lời, ta không ra ngoài được, nhưng nếu bọn họ đi vào tầng thứ 9, ta có thể bảo vệ hai người kia. Chẳng những thế, nàng ta cũng không hề đơn giản, đừng thấy bình thường nàng ta rất dịu dàng, không hay nổi giận, nhưng Diệp Huyên biết người như thế mới là đáng sợ nhất, vì một khi nàng ta nổi giận, có lẽ sẽ hủy thiên diệt địa. Sau này ít trêu vào nàng ta thì tốt hơn. Có hứa hẹn của yêu thú, Diệp Huyên yên tâm hơn một chút, ít nhất chỉ cần Diệp Liên và độc cô Huyên không ra ngoài thì tạm thời vẫn có thể an toàn. Diệp Huyên đi tới một bên ngồi xếp bằng xuống, sau đó hắn lấy ấn xã tắc ra, trầm giọng nói, giản cô nương, ta phải làm sao mới có thể luyện hóa thứ này đây chương 874, thần tộc ghê gớm lắm à? Giản tự tại đáp, nhỏ máu. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, chỉ đơn giản thế ư. Ừm, chắc chứ. Chắc chắn. Không lừa ta. Không có. Diệp Huyên. Do dự. Diệp Huyên cũng không nhỏ máu ngay, vì giản tự tại này thật sự hơi không đáng tin, tiếc là đại thần tầng 2 không đáp lời. Diệp Huyên do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn nhỏ một giọt máu tươi lên trên ấn xã tắc. ấn xã tắc lập tức phát ra ánh sáng lấp lánh. Một giây sau, ánh sáng đó bay thẳng vào giữa lông mày Diệp Huyên. ầm, uhm. một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện từ trong người Diệp Huyên. Cùng lúc đó, một bóng người hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. bóng người này nhanh chóng ngưng tụ, là một người đàn ông trung niên mặc long bào, đầu đội long quan, thần hoàng thần hoàng nhìn diệp huyên tiếng nói như chuông đồng xã tắc là gì đầu diệp huyên chấn động một lát sau hắn lắc đầu không biết thần hoàng lại hỏi thiên địa bá tánh là gì diệp huyên suy nghĩ một lát lại lắc đầu không biết thần hoàng tiếp tục hỏi chúng sinh là gì diệp huyên vẫn lắc đầu không biết thần hoàng im lặng một hồi rồi nói người thế này ta rất khó xử, ít nhất ngươi cũng phải biết một chút chứ." Diệp Huyên nghe mấy lời này của Thần Hoàng, Diệp Huyên không khỏi cười khổ, biết là biết, không biết là không biết, làm sao ta nói dối cho được. "Cũng phải." Thần Hoàng gật gù, nhìn hắn cười nói, "Thật ra ngươi cũng không phải người phù hợp để thừa kế truyền thừa của ta." Diệp Huyên suy tư một hồi rồi nói, "Hay là thế này, về sau nếu ta gặp được người thích hợp thì sẽ truyền lại ấn này và sở học của ta cho hắn, tiền bối thấy thế nào? Thật chứ? Thần Hoàng ngẩn ra rồi vội vã hỏi lại, thấy Diệp Huyên gật đầu, ông ta trầm ngâm một thoáng rồi cười, cũng được, người truyền thụ kiếm kỹ cho ngươi sâu không lường được, võ học mà ta truyền lại có lẽ chỉ là một thứ không đáng kể với ngươi. Nhưng Diệp Huyên khiêm tốn chỉnh lại, kiếm đạo và võ đạo đều có thể học tập lẫn nhau, ta cũng được lợi không ít từ võ học của tiền bối. Đúng vậy, nhớ lấy, thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ nó, nếu có thể không dùng thì đừng dùng. Cách đó không xa, còn yêu thú nhỏ nhòm thứ trong tay hắn với vẻ khinh bỉ ra mặt, chỉ là thứ vật phàm mà thôi, trong thần tộc của ta cũng chỉ là bảo vật hạng bét. Diệp Huyên cất ấn đi, bước đến trước mặt nó, hỏi thần tộc ghê gớm lắm à? nó đáp đầy kiêu hãnh, thần tộc tạo uy chấn vang vọng trời cao, ai dám không phục. Thế bây giờ ra sao rồi, câu hỏi lạnh nhạt này khiến con yêu thú tức tối sừng sộ lên. chương 875, người thử là biết thôi mà. Nếu không phải do ả ta, chợt như nghĩ đến gì đó, nó ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa. Diệp Huyên tiếp lời, thần tộc các ngươi vứt bỏ nàng ấy trước, bây giờ trách ai? Yêu thú im lặng một hồi mới nhỏ giọng nói, người vứt bỏ à ta là tộc trưởng, liên quan gì đến ta đâu? Sao lại đánh ta chứ? Nghe nó lý nhí đáng thương như vậy, Diệp Huyên bỗng hỏi, các người có hận nàng ấy không? Yêu thú nhỏ cúi gằm mặt, một hồi sau mới lắc đầu, thần tộc đã không còn rồi. Nói xong, nó lủi thủi lùi vào một góc. Diệp Huyên hỏi với theo, người vừa nói cái ấn này là rác rưởi à? vẻ buồn bã trên mặt yêu thú thoáng chốc bay sạch, được thay bằng một nụ cười khinh khỉnh, không phải rác thì là gì. Phàm nhân các ngươi thì có được thứ gì tốt chứ? Diệp Huyên lại mỉm cười, ta có một thứ ngay cả thần tộc các ngươi cũng không có. Con yêu thú không nói gì, chỉ dùng vẻ mỉa mai khinh bị đáp lại. Dám cá không, nếu thứ trong tay ta hơn được hết thảy những thứ của thần tộc thì ngươi phải cho ta chút máu tươi. Yêu thú vừa nghe vậy lập tức nheo mắt lại, một tia hung ác lóe lên trong đồng tử, phạm nhân, người chỉ nhăm nghe lấy máu ta thôi. Diệp Huyên bật cười, xem ra ngươi không dám rồi. Yêu thú bật lại, nếu thứ ngươi lấy ra chỉ là rác rưởi thì ngươi và hai ả à kia lập tức rời khỏi đây, không được bén mảng trở lại nữa. Một lời đã định, Diệp Huyên sảng khoái đáp ứng. Đối phương cười ruồi, tên người kia, người căn bản chưa trải sự đời, không biết gì về sự uy phong của thần tộc ta, bằng không ngươi sẽ nhận ra hành động của ngươi ngu xuẩn đến nhường nào, ngươi. Đúng lúc ấy, một thanh kiếm xuất hiện. Con yêu thú đang thao thao bất tuyệt bỗng im bặt, cuống quyết lùi thẳng vào góc tường, hai mắt trợn to đầy kiêng kỵ. Diệp Huyên điềm nhiên hỏi lại, thế thần tộc có thanh kiếm này không? Yêu thú. Ở trong lòng, Diệp Huyên lại hỏi, giản cô nương đánh giá kiếm này thử xem sau một hồi im lặng, giản tự tại lên tiếng, đứng đầu phàm nhân, đỉnh cao kiếm đạo, vượt mặt thần linh. Những lời này khiến Diệp Huyên ngây ra một lúc mới khẽ đáp, ta cứ tưởng cô nương sẽ chê nó. Giản tự tại thản nhiên, thừa nhận sự ưu việt của người khác cũng không phải chuyện khó gì. Nàng ta tuy chỉ là phàm nhân nhưng lại mạnh hơn cả thần. Vậy ngươi không thể thừa nhận ta cũng rất giỏi à, Diệp Huyên thấp giọng hỏi. Bằng tuổi ngươi, Ta đã một mình chu diệt toàn bộ cường giả cao cấp nhất thần tộc rồi. Xin lỗi, không phải ta cố ý đả kích ngươi, chỉ là da mặt ngươi dày quá, ta thật sự hết cách. Diệp Huyên. Hắn quyết định không thèm đếm xỉa gì đến cái người cứ thích lái cuộc trò chuyện vào ngõ cụt như giản tự tại nữa mà quay lại nhìn con yêu thú nhỏ. Thấy nó có vẻ bồn chồn ra mặt, hắn cười hỏi, "Sao? Thần tộc có thanh kiếm này không?" hai tròng mắt nó nhìn xoáy vào hắn, sao? Sao ngươi lại có thần vật bực này? Diệp Huyên lập tức nghiêm mặt đáp, ngươi còn chưa hiểu à? Bởi vì ta chính là thiên tài kiếm đạo tuyệt thế có một không hai trên đời, bậc kỳ tài ngút ngàn như ta. Dừng, yêu thú tức tối chừng mắt, ngươi nói chuyện bình thường được không? Diệp Huyên Một cái móng nhỏ vươn ra chỉ vào hắn, mặt ngươi còn dày hơn cả vảy của tộc huyền quy nữa, Diệp Huyên trơ ra, nói lẹ đi, thần tộc ngươi có bảo vật giống thế này không? Hắn vội vàng thu nó vào, sau đó hỏi đối phương, máu của ngươi so với máu long tộc thì thế nào? Nhưng yêu thú chỉ hậm hực chừng hắn chứ không đáp. Diệp Huyên thấy thế thì nhún nhún vai, lui sang một bên, tự hỏi trong lòng, giản cô nương, nếu ta uống giọt máu này thì cơ thể có được cường hóa không? Ngươi thử là biết thôi mà. Nghe giản tự tại nói vậy, Diệp Huyên cân nhắc một hồi rồi lập tức đưa giọt máu kia vào miệng. chương 876, Căn Nguyên Chi Linh Ư Máu vừa xuống bụng, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ra từ bên trong cơ thể khiến lục phủ ngũ tạng của hắn nóng rát như bị thiêu trên lửa. Không, không phải cảm giác mà thật sự chính là như vậy. Con yêu thú gần đó cũng há hốc mồm khi chứng kiến cảnh này. Trong tháp giới ngục, tiếng thở dài khe khẽ của giản tự tại vang lên, thằng mốc này, Diệp Huyên. Độc cô Huyên ở bên cạnh nhìn mà lòng như lửa đốt, bắn những ánh mắt nôn nóng sang con yêu thú. Nó lạnh nhạt đáp, máu tươi của ta tất nhiên trí cương trí dương, nếu hắn có thể vượt qua, ắt sẽ được nhiều lợi lớn, bằng không. Bỗng nhiên nó biến sắc, nếu ả ta cho rằng ta hại chết hắn. Không được, hắn không thể chết được. Vừa dứt lời, nó đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, vươn một chân ra đặt lên vai hắn. Trong chớp mắt, một nguồn năng lượng ùa vào xua tan quầng lửa quanh người Diệp Huyên đi, cuồn cuộn chui vào cơ thể, bắt đầu bảo vệ nội tạng, xương cốt và kinh mạch của hắn. Không biết qua bao lâu sau, cơ thể Diệp Huyên dần khôi phục trạng thái bình thường. Yêu thú nhỏ thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lui sang một bên. Cơ thể hắn đang phát sinh biến hóa, đừng có đụng vào. Độc cô Huyên vội vã chạy đến ôm hắn thì bị lời cảnh báo của nó khiến cho khựng lại đôi mắt bà chăm chú nhìn diệp huyên hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi đúng lúc ấy yêu thú ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đi đến đó là cổ liêm của nhà họ cổ sau lưng gã ta là hai lão già khoác áo bào trắng trong tay mỗi người cầm một cây trượng trắng rất dài hai chân đều lơ lửng khỏi mặt đất thấy họ đi đến độc cô huyên vội vàng đẩy diệp huyên và diệp liên ra sau lưng yêu thú nhỏ chỉ dương mắt nhìn với vẻ rừng rưng. Cổ liêm không khỏi quan sát Diệp Huyên đang sụi lơ trên mặt đất một hồi trước khi quay sang nói với yêu thú nhỏ, nhà họ cổ ta không có ý thù địch với ngài, không biết ngài có thể bỏ qua việc này không. Đối phương vẫn trốn dịp trong góc, không ừ hử gì. Cổ liêm im lặng trong chốc lát rồi vung hai quả trái cây màu tím đến trước mặt nó, chút lòng thành nhỏ, mong ngài vui lòng nhận cho. Yêu thú thấy thế thì cũng không khách khí, nhưng khi nó vừa vươn vuốt ra, một bóng người tí hon đã bất thình lình vọt đến. Là tiểu linh nhi. Một tia tham lam xẹt qua nơi đáy mắt cổ liêm rồi nhanh chóng biến mất. Thấy gã nhìn sang, yêu thú nhỏ lãnh đạm nói ta không biết nó là ai. Câu trả lời này khiến khóe môi gã ta cứng đờ, do so dự một hồi rồi lại đẩy hai quả trái cây tím khác sang. Cũng như lần trước, Tiểu Linh Nhi lại lao ra cướp lấy nhanh như một tia chớp. Yêu thú, chương 877, hai vị, ra tay đi. Đúng lúc ấy, cổ liêm bỗng nhào đến trước mặt Diệp Huyên, yêu thú nhỏ cũng thoát cái biến mất. Quỳnh, sau một tiếng nổ, gã ta lui lại, gắt lên với yêu thú, ngài có ý gì? Nó đáp lại bằng đôi mắt lạnh cam cút. Cổ liêm bỗng mỉm cười, hai vị, ra tay đi. Gã ta vừa dứt lời, hai lão già sau lưng đồng loạt biến mất tại chỗ, xuất hiện lại trước mặt yêu thú nhỏ. Gương mặt nó vặn lại vì dữ tợn, sau đó vỗ hai móng vào nhau. Ầm. Uhm. Một luồng uy áp khổng lồ bất ngờ lao ra ép hai lão già phải đứng lại tại chỗ, nhưng một khắc sau đó, một cột sáng xuất hiện bao trùm lấy yêu thú. Nó lao cả người đến nhưng cột sáng chỉ chấn động kịch liệt, tuy nứt ra nhưng lại không vỡ một lão già hét lên với cổ liêm nhanh lên chỉ cầm chân nó được tối đa nửa khắc thôi cổ liêm gật đầu rồi lao đến trước diệp huyên độc cô huyên nhảy ra cản đường nhưng chưa kịp ra tay đã bị gã ta chộp lấy cổ họng khi bà bỗng dưng biến mất gã ta xoay người tung trưởng ầm uhm, cổ liêm không để ý đến người phụ nữ đang liên tục lui bước về sau mà lại dáng một trường vào diệp huyên đúng lúc ấy diệp liên xuất hiện phẫn nộ quá to, đừng hòng làm hại anh ta. Cô bé vung tay phải lên, một luồng khí rét buốt phun về phía cổ liêm. Cút! Gã ta cả giận gào thét, vung tay chấn vỡ luồng khí lạnh của Diệp Liên. Đúng lúc ấy, cột sáng đang giam cầm yêu thú nhỏ ở gần đó bỗng nhiên vụn vỡ. Hai lão già hốt hoảng bỏ chạy, cổ liêm cũng biến sắc. Dưới tình huống cấp bách, gã trực tiếp cắp lấy Diệp Liên rồi biến mất sắc mặt độc cô huyên trắng bệch cuống quyết muốn đuổi theo thì ba người kia đã biến mất đồng thời một bàn tay vươn ra níu bà lại giọng nói diệp huyên vang lên để con đi bà vội vàng đỡ lấy tay hắn khuyên can nội tình nhà họ cổ rất sâu cường giả bên trong nhiều như nấm sau hè con không nên đến đó diệp huyên rời khỏi vô gian luyện ngục mà khi hắn vừa bước ra ngoài một quang trận to lớn khóa chặt hắn lại Chân phải Diệp Huyên dẫm xuống một cái, một luồng kiếm quang vột lên từ mặt đất. Ầm. Quang trận kia lập tức vỡ nát trong nháy mắt. Chương 878, kiếm khí âm linh. Mà lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão đang định nói gì đó thì bỗng có tiếng linh kiếm phóng ra từ hộp kiếm sau lưng hắn. Xoẹt. Ông lão vừa mở miệng, đầu đã văng ra ngoài. Máu tươi tuôn như suối diệp huyên đang định rời đi bỗng một bóng đen tự xa xa lóe lên rồi biến mất diệp huyên đột nhiên rút kiếm ra chém rút kiếm định sinh tử chiêu kiếm này vừa chém xuống một tiếng kiếm ngân vang lên giữa đất trời làm tê liệt cả khoảng không ầm uhm. toàn bộ chân trời đều rung lên kịch liệt ngay sau đó một bóng người chợt lui ra người này chính là diệp huyên diệp huyên lùi những trăm trượng mà khi hắn vừa dừng lại, không gian dưới chân đã vỡ nát, đồng thời lan tràn vết nứt ra phía sau với tốc độ cực nhanh. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa là một thanh niên. Thanh niên khoảng chừng hơn 20 tuổi, mặc một bộ trường bào, tay phải cầm trường thương, thương dài chín thước, toàn thân đỏ đậm, mũi thương treo một sợ tơ hồng. Thanh niên nọ nhìn Diệp Huyên một lát, khóe miệng bỗng cong lên một nụ cười châm chọc thiên tài kiếm đạo. Chỉ đến thế thôi nói xong y đi về phía diệp huyên diệp huyên ta là thế tử nhà họ cổ cổ bình hôm nay ta muốn nhưng vào lúc này diệp huyên cách đó không xa đột nhiên biến mất giữa tinh không một luồng kiếm quang như sao rơi chợt lóe lên khoảnh khắc diệp huyên biến mất đó sắc mặt cổ bình bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn chiêu kiếm này nhanh quá lúc này đây cổ bình rút hết sự coi thường trong mắt lại y nằm chặt trường thương trên tay rồi dẫm chân một cái. Âm! Um. Toàn bộ không gian run lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số ngọn lửa bùng lên trên trường thương trong tay y, nháy mắt, trước mặt y đã xuất hiện một biển lửa, cùng lúc đó, y chĩa trường thương về phía trước rồi đâm mạnh, như nộ long sông ra biển, có thể xuyên qua tất cả. Kiếm đến! Xa xa, trong mắt cổ bình bỗng co rụt lại, vội đâm thương ra, Nơi mũi thương đi qua không gian đều bị xé rách, vô cùng đáng sợ. Kiếm lại đến. Xoẹt. Trường thương lập tức bị ăn mòn, kiếm xuyên qua cổ họng của Cổ Bình, máu tươi bắn tung tóe. Chương 879, kết cục của nhà họ Độc cô. Phía sau Cổ Bình, Diệp Huyên cũng chỉ nhẹ nhàng vươn tay, chui kiếm khí âm linh lập tức trở về tháp giới ngục. Cổ Bình nhìn chằm chằm hắn, kiếm này của ngươi vừa nói đến đó diệp huyên bỗng xoay người chém một kiếm về phía trước xoẹt đầu cổ bình bị chém bay diệp huyên lại đâm thêm một chiêu kiếm lập tức xuyên thủng đầu cổ bình một khắc sau hắn biến mất giữa tinh không mịt mù diệp huyên vừa rời đi một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện phía sau ông ta còn có một ông lão người đàn ông trung niên nhìn hướng diệp huyên rời đi không nói gì Ông lão có chút khó hiểu, vì sao không ra tay? Người đàn ông trung niên lắc đầu, người này không bình thường. Ông lão trầm giọng nói, hướng hắn đi là nhà họ Cổ, chuyến đi này của hắn chắc chắn là tự chui đầu vào lưới, nếu bây giờ chúng ta không ra tay, vậy thì không dừng lại để nhà họ Cổ được lợi rồi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng đáp, tại sao hắn dám đến nhà họ Cổ? Ông lão khẽ nhíu mày, ý người là hắn có chỗ dựa. Người đàn ông trung niên gật đầu, người này mang bảo vật trong thân mà vẫn có thể sống đến tận bây giờ, như vậy bản thân hắn đã không hề bình thường rồi. Hơn nữa, hắn ở tầng 9 của Vô Gian Luyện Ngục, còn yêu thú kia giết chết mấy tên cường giả nhà họ Độc cô và nhà họ Cổ, nhưng hắn vẫn sống rất tốt, ông thấy người này bình thường không? Ông lão trầm mặc. Người đàn ông trung niên lại khẽ nói, Nam Võ Tông không ra tay hẳn là vì muốn tiếp tục quan sát thử xem. Nói xong, ông ta nhắm hai mắt lại, tuy bảo vật rất hấp dẫn, nhưng lại phỏng tay, hiện tại mà có được nó, chẳng khác gì tự châm lửa thiêu thân. Ông lão trầm giọng nói, tông chủ, bảo vật này tuy phỏng tay, nhưng cũng có thể là cơ hội mới cho bác võ tông ta, một cơ hội vượt qua nam võ tông và thánh địa, thậm chí là vị ương. Người đàn ông trung niên cười nói, kết cục của nhà họ Độc cô, ông thấy chưa? Ông lão còn muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông trung niên đã khoát tay đến nhà họ cổ xem sao xem thử thiếu niên này đối phó với nhà họ cổ như thế nào tam thánh ở nhà họ cổ không đơn giản đâu cái đầu này chính là đầu của thế tử nhà họ cổ cổ bình diệp huyên đến dưới tường thành một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lão đang định nói chuyện thì hộp kiếm sau lưng diệp huyên bỗng phóng ra một thanh kiếm xoẹt đầu ông lão lập tức đứt lìa máu tươi phun ba thước Chương 880, nhất định phải dốc toàn lực. Chẳng mấy chốc, từng hơi thở của cường giả đang ảo ảo bay ra từ trong thành, chỉ chốc lát đã có hơn 30 cường giả xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. 30 người này đang định ra tay thì bỗng một giọng nói vang lên từ trong thành, "Lui ra." Nương theo giọng nói này, một người đàn ông trung niên đi ra, là Cổ Liêm. Cổ Liêm đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười bảo, "Ta biết ngươi chắc chắn sẽ đến." ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Hai mắt cổ Liêm híp lại, tay phải nắm chặt, tung ra một quyền. ầm. Uhm. Nháy mắt quyền tung ra, kiếm của Diệp Huyên đã cách gã ta chừng một trượng, bỗng dừng lại. Không gian xung quanh hai người bỗng vặn vẹo. Tay phải cổ Liêm đột nhiên vươn ra rồi xoay tròn. ầm. Uhm. Cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên bỗng chốc bị đẩy lùi hơn trăm trượng mà chui kiếm tiên linh trong tay diệp huyên đã xuất hiện vết nứt cổ liêm nhìn diệp huyên một chút rồi nói không thể không nói người quả thật rất yêu nghiệt nhưng tiếc là vẫn còn kém nhiều lắm lời vừa dứt gã ta bước về trước một bước vừa dẫm chân xuống không gian xung quanh diệp huyên rung lên kịch liệt cùng lúc đó một bóng mở bỗng lóe lên giữa không trung nhanh nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được cho dù Diệp Huyên có kiếm nhãn nhưng cũng không nhìn thấy được quỹ đạo tốc độ của đối phương nhất định phải dốc toàn lực âm um, âm um. kiếm quang vỡ vụn nhưng cổ liêm lại liên tục thối lùi về sau gần trăm trượng cổ liêm nhìn tay phải của mình lúc này đây trên màu u bàn tay phải gã ta đã có một vết kiếm hẳn sâu cổ liêm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên trong mắt lóe lên ý lạnh lần này gã ta không nói nhảm nữa lập tức tiến lên một bước, tay phải nắm chặt lại, ngay lập tức, một luồng sức mạnh cường đại tụ lại trong lòng bàn tay gã ta. chương 881, tốc độ cực nhanh. Mà xa xa, tay phải Diệp Huyên đã chậm rãi nắm chặt lấy thanh kiếm, một cô kiếm thể yên lặng ngưng tụ lại, cùng lúc đó, hai loại kiếm ý đang không ngừng tràn vào kiếm trong tay hắn. Im lặng trong chốc lát, hai người đồng thời biến mất. Diệp Huyên rút kiếm ra chém, cổ liêm tung ra một đấm âm uhm. trước cửa thành một âm thanh nổ vang như sét đánh giữa trời ngay sau đó tường thành của cổ thành lập tức đổ nát không chỉ thế đất đai xung quanh cũng nứt vác ra mà hai người diệp huyên và cổ liêm lại lui về tại chỗ không gian xung quanh hai người không ngừng rung lên như thể sẽ đổ nát bất kỳ lúc nào vậy vô cùng đáng sợ cổ liêm nhìn chằm chằm vào diệp huyên tay phải gã ta chậm rãi dơ lên lòng bàn tay mở ra, vô số lực lượng bản nguyên tụ về lòng bàn tay gã, dần dần, những nguyên lực này biến thành một trường thương trong tay gã, sau một khắc, gã ta dẫm nhẹ chân phải một cái. Xoẹt! Cổ liêm lập tức hóa thành một bóng mở biến mất ngay tại chỗ, mà phía xa xa, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém ra, chiêu kiếm này vừa tung ra đã chém ngay vào mũi thương, hai cỗ sức mạnh to lớn tụ lại một điếm. Âm! Uhm một âm thanh chói tang đột nhiên vang lên, ngay sau đó, hai người liên tục thối lùi về sau, mà trong lúc Diệp Huyên đang lùi lại, một thanh phi kiếm bỗng bay ra từ trong hộp kiếm sau lưng hắn, lúc nó xuất hiện lại lần nữa đã là ở trước mặt cổ liêm. Chiêu kiếm này xuất hiện vô cùng đột ngột, cổ liêm không kịp tránh, tay phải gã ta vung về phía trước, trực tiếp dùng lòng bàn tay chặn lại chiêu kiếm này. Nhưng khi lòng bàn tay phải của gã ta vừa chạm vào mũi kiếm, sắc mặt gã ta lập tức thay đổi ngay sau đó tay trái gã ta nhanh chóng chém xuống cổ tay phải mình xoẹt nửa cánh tay phải của cổ liêm bay thẳng ra ngoài mà nửa cánh tay bị chém bay kia nay đã hóa thành một vũng máu đen xì cổ liêm nhìn về phía diệp huyên trong mắt ánh lên vẻ khó tin khí âm linh sao ngươi lại có thể ngưng tụ khí âm linh thành kiếm được ngươi đúng lúc này mấy thanh kiếm phía sau Diệp Huyên lại đột một bay ra. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, cách hắn không xa bỗng xuất hiện hai ông lão, hơi thở của hai người này không kém cạnh gì cổ liêm. Một lão già trong đó nhìn trồng chọc vào Diệp Huyên, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên bỗng lắc đầu, đừng nói gì cả, đối đầu nhau đến cùng đi nếu không phải ta giết chết các người, thì chính là các người giết chết ta. Lời vừa dứt, lòng bàn tay của hắn đột nhiên xòe ra, một sợi dâu rồng yên lặng bay lên, chẳng mấy chóc sợi dâu rồng này đã biến mất ở phía chân trời minh mông. chương 882, đất trời rung lên kịch liệt. Ba người cổ liêm liếc nhìn sợi dâu rồng đang trôi nổi trên bầu trời kia, cả ba cùng nhìn nhau, trong mắt lóe lên sát ý. Bọn họ biết, Diệp Huyên gọi viện binh rồi. Bọn họ không biết Diệp Huyên sẽ gọi viện binh như thế nào đến, nhưng bọn họ biết rõ rằng nhất định phải mau chém chết Diệp Huyên này. Cổ Liêm đột nhiên nói, bộ thần trang kia của hắn không tầm thường đâu, cẩn thận. Hai ông lão kia gật nhẹ đầu, sau đó lập tức biến mất. Tốc độ của cả hai rất nhanh, Diệp Huyên căn bản không cảm nhận được, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng vung kiếm ra để đối phó với nguy hiểm cận kề. Bởi thế, trong nháy mắt hai người kia biến mất, hắn đá vung kiếm lên, chém. Vù. Một tiếng kiếm ngân vang vọng cả đất trời. Diệp Huyên vừa chém kiếm này ra, hắn bỗng chốc cảm giác như mình vừa chém vào tấm sắt cứng vậy, toàn bộ cánh tay tê dần, không chỉ thế, một luồng sức mạnh khổng lỗ chuyển dọc theo thanh kiếm lên cánh tay hắn. ầm, uhm. Cả người Diệp Huyên như bị trúng đòn nghiêm trọng, lập tức bị đẩy lùi ra xa hơn trăm trường. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên cảm giác phế phủ ngũ tạng của mình như sắp nổ tung vậy, rất khó chịu. Mà đây là khi hắn đã mặc trang phục chư thần vào rồi nếu không mặc bộ thần trang này, có lẽ vừa nãy hắn đã tan xương nát thịt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, mà hai ông lão nọ lại lần nữa biến mất. Diệp Huyên biến sắc, không dám chỉ hoãn thêm giây phút nào, hắn lập tức trở tay, một kim ấn xuất hiện trong tay hắn. Ấn xã tắc Trong chớp mắt ấn xã tắc xuất hiện, không trung lập tức biến ảo, từng ngọn núi lớn bỗng dưng xuất hiện, những ngọn núi đổ sộ này lơ lửng trong không trung, Mỗi một ngọn đều có xương trắng che mè, tựa tiên cảnh trần gian. Khi cảnh tượng này xuất hiện, sắc mặt hai ông lão kia trở thay đổi hoàn toàn, hai người lập tức vỗ tay về phía trước một cái. Âm! Uhm, đất trời rung lên kịch liệt. Rõ ràng hai người đang muốn dùng lực phá vỡ ấn xã tắc này. Đáng tiếc là khoảnh khắc hai người vừa ra tay, vô số núi lớn đột nhiên tụ lại thành một bàn tay màu vàng khổng lồ. Một chốc sau, bàn tay khổng lồ ấy bỗng ập xuống. Âm, uhm. nháy mắt, đất trời trở lại bình thường, mà Diệp Huyên ở gần đấy lại liên tục thối lùi về sau hơn cả trăm trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, khóe miệng hắn chảy dài máu tươi, còn ấn xã tắc kia cũng bay trở lại trước mặt hắn. Trong tháp giới ngục, giọng nói của giản tự tại đột nhiên vang lên, người này đã nhập thánh, có thể mượn thiên địa chi lực, giấu càn khôn vào trường Pháp không phải người ngươi có thể đối phó được. Ta đề nghị ngươi trốn đi. Trốn? Chương 883, tiếng kiếm reo vang vọng cả đất trời. Diệp Huyên lắc lắc đầu. Giản tự tại nói, không trốn thì ngươi cũng không cứu muội muội ngươi được, không chỉ không cứu được con bé mà còn có khả năng sẽ hy sinh vô ích, không đáng. Diệp Huyên khẽ nói, ta biết có lẽ mình sẽ không cứu con bé ra được, giản tự tại nói vậy ngươi còn muốn liều diệp huyên mỉm cười ta đã nói sẽ cố gắng bảo vệ con bé thật tốt nếu như không thể bảo vệ được vậy ta sẽ chết cùng con bé huynh muội chúng ta sống chết không rời giản tự tại im lặng ở phía đối diện cổ liêm đến trước mặt ông lão tóc trắng rồi thi lễ vũ lão ông lão tóc trắng nhẹ nhàng vung tay phải lên cổ liêm lui sang một bên Ông lão tóc trắng đánh giá Diệp Huyên một chút, còn nhỏ tuổi đã đạt đến đại kiếm tiên, thân thể còn được máu rồng luyện hóa qua, nhất là bộ trang phục ngươi đang mang càng không tầm thường. Xem ra nhà họ cổ ta đã đánh giá quá thấp ngươi rồi. Nói đến đây, lão dừng lại một chút rồi nói, chuyện đến nước này, lão phu chỉ muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ sau lưng ngươi là ai, có ai đi chẳng nữa, đầu của ngươi, nhà họ cổ ta phải lấy về. Lời vừa dứt, lão lập tức định ra tay, nhưng như thể nghĩ đến điều gì, lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, đường đường là tông chủ bắc phó tông. nếu đã đến, sao không dám lộ diệt. một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên và một ông lão xuất hiện ở phía đó. người này chính là tông chủ bắc phó tông lê thiên. lê thiên cười nói, cổ thiên huynh, không ngờ một trăm năm qua huynh không xuất hiện. Thế mà hôm nay lại ở đây. Cũng hay, nếu không ta còn tưởng huynh đã bỏ mình ở đâu đó rồi. Ông lão tóc trắng tên lạnh lùng liếc mắt nhìn Lê Thiên, lão phu thẳng tính, không dây dưa với ngươi. Bây giờ người này đang ở địa bàn nhà họ Cổ, đầu của hắn cùng với bảo vật trên người hắn đều là của nhà họ Cổ ta. Lê Thiên cười nói, điều kiện tiên quyết phải là nhà họ Cổ ngươi phải giết chết được hắn. Cổ thiên nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, cười khẩy, nhà họ cổ ta truyền thừa gần vạn năm ở thiên vực, vạn năm gốc gác mà không đánh lại một đứa nhóc. Ngược lại ta cũng muốn xem thử, nhà họ cổ ta hôm nay diệt hắn, ai dám đến đây bảo vệ. Tiếng kiếm reo vang vọng cả đất trời. Diệp Huyên vừa tung kiếm ra, kiếm quang lập tức vỡ vụn, cả người Diệp Huyên liên tục thối lui, mà trong lúc hắn lui bước kia, không gian nơi hắn bay qua đều dạn nước từng lớp. Như một mạng nhện khổng lồ, vô cùng đáng sợ. Sau khi lùi lại mấy trăm trượng, Diệp Huyên dừng lại, mà toàn bộ cánh tay hắn đang run rẩy kịch liệt. "Xa xa, Cổ Thiên cười lạnh, bộ thần trang này của ngươi có thể chịu đựng được, nhưng không biết thân thể ngươi có thể chống đỡ được bao lâu." Chương 884, hắn có lá bài tẩy ư? Vừa dứt lời, lão cách không vung tay về phía Diệp Huyên. "Ừm." Um, không gian xung quanh Diệp Huyên rung lên dữ dội, ngay sau đó, Diệp Huyên lần nữa bay lùi về sau, lúc này đây quanh thân hắn bỗng bốc cháy, tựa một quả cầu lửa. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gầm lên đầy giận dữ, một lường kiếm thế bạo phát bọc lấy cơ thể hắn. Ầm. Uhm. Diệp Huyên cưỡng chế dừng lại, mà quanh người hắn vẫn có lửa cháy rực, nhưng chúng không thiêu đốt trang phục chư thần, mà là đang thiêu không gian xung quanh hắn nếu không phải đang mặc trang phục chư thần, hắn đã hóa thành cho tàn rồi. Giọng nói của giản tự tại đột nhiên vang lên, hiện tại nếu ngươi dùng khí hỗn độn trốn đi, có khi còn một tia cơ hội. Trốn. Diệp Huyên lau máu nơi khóe miệng, một khắc sau, hắn bay thẳng đến phía cổ thiên ở xa xa. Giữa đầu mày hắn, đạo tắc không gian lặng yên xuất hiện. Khi Diệp Huyên xuất hiện trước mặt cổ thiên, cổ thiên cười lạnh, hắn vung tay lên một luồng sức mạnh cường đại tung ra như thủy triều cuộn trào âm uhm. diệp huyên còn chưa lại gần cả người hắn lại bỗng chốc bị đây lùi hơn mấy trăm trượng một bên khác lê thiên khẽ lắc đầu sau lưng ông ta ông lão trầm giọng nói mặc dù diệp huyên này không tệ nhưng nếu so với cổ thiên thì vẫn chênh lệch quá nhiều quá nhiều lê thiên nhẹ giọng nói không cách nào so sánh được Lê Thiên đã nhập thánh, có thể trưởng thiên địa chi lực, Diệp Huyên căn bản không thể so cùng được, dù hắn có nắm giữ nhiều thản trang như vậy cũng vô dụng thôi. Nói xong, ông ta quay về phía Diệp Huyên, bây giờ phải xem hắn còn lá bài tẩy nào không thôi, nếu không có, vậy thì kết thúc rồi. Ông lão trầm giọng nói, hắn có lá bài tẩy ư? Lê Thiên cười nói, có, nhất định có. Ông lão liếc mắt nhìn Lê Thiên, không nói gì không gian xung quanh Diệp Huyên kịch liệt sung lên, một luồng sức mạnh cực đại trực tiếp chấn bay Diệp Huyên ra xa trăm trường. Mà giờ khắc này, thân thể Diệp Huyên đã bắt đầu run rẩy. Ở phía xa xa, cổ thiên cười khẩy, chuẩn bị phản phệ rồi à. Phản phệ, chương 885, một chảo oai phong, hủy thiên diệt địa. Tay phải Diệp Huyên nắm thật chặt thanh kiếm, giờ phút này, trang phục chư thần trên người hắn đã biến mất, mà vô địch kim thân cũng tan biến trong trước mắt vừa qua hiện tại chính là phản phệ nhưng lại bị hắn cưỡng chế ép xuống cổ thiên cười lạnh ngoại lực cuối cùng cũng là ngoại lực không phải thực lực gốc của ngươi nói xong lão định ra tay tiếp thì đúng lúc này lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa hai con quái vật khổng lồ đang bay về phía này hai người lê thiên đứng ở bên cũng nhìn về tinh không xa xôi kia Chẳng mấy chốc, hai mắt Lê Thiên hít lại, cự long. Rồng. Trên thiên vực tất nhiên cũng có yêu tộc, nhưng rồng không tính là yêu, mà được xem là một loại thần thú, đương nhiên thần thú cũng chia cấp bậc, chủ yếu phải xem huyết thống như nào. Chẳng mấy chốc, hai con cự long đi đến bầu trời trên mặt mọi người, trong nháy mắt, hai cỗ long uy xuất hiện giữa không trung, những người thực lực hơi thấp ở xung quanh lập tức nằm phục sát đất, run lẩy bẩy. Tay phải Cổ Thiên nắm chặt lại, sắc mặt khá khó coi, lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người mời được cự long. Long tộc. Trên Thiên vực cũng có long tộc, nhưng long tộc này rất thần bí, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Mà lão lại không ngờ rằng lần này lại xuất hiện đến tận hai con cự long. Diệp Huyên không để ý tới Cổ Thiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai con cự long, một con trong đó nhìn xuống Diệp Huyên, nhân loại muốn chúng ta làm gì? Diệp Huyên quay đầu nhìn về cổ thiên cách đó không xa, giết chết bọn họ. Cổ thiên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Cự Long kia nhìn cổ thiên, cổ thiên trầm giọng nói các hạ, mặc kệ Diệp Huyên này đã ra điều kiện gì cho các họ, nhà họ của ta đồng ý trả gấp đôi giá đó. Một bóng người liên tục thối lùi lại, đó chính là cổ thiên. Sau khi Cổ Thiên dừng lại là nhìn chồng chọc Diệp Huyên ở nơi xa, sắc mặt trở nên dữ tợn, nếu như lá bài tẩy của ngươi chỉ đến thế, vậy lão phu nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, giữa không trung bỗng xảy ra biến hóa. Chương 886, cảnh giới cách biệt quá lớn. Rầm 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 rầm. Trong cổ thành vốn đã đổ nát, bỗng có bốn cây cột màu đen rộng chừng trăm trượng đột nhiên phóng lên trời, đâm thẳng vào mây trời. Sau khi bốn cây cột này xuất hiện, đất trời biến sắc vì nó. Thần trận tứ phương. Lê Thiên cách đó không xa khẽ nhíu mày lại, nhà họ Cổ này đúng là chơi lớn. Còn lấy ra đại trận hộ tộc của mình, nhưng cũng phải vậy thôi, nếu không điều động trận pháp này ra, với thực lực của hai con cự long kia, cho dù nhà họ Cổ có dốc toàn lực cũng e là khó lòng chiến thắng được. Mà cho dù có chiến thắng, chắc chắn cũng là thắng thảm phía sau Lê Thiên, ông lão kia trầm giọng nói, Diệp Huyên này cũng không đơn giản, vậy mà có thể mời Long Tộc đến. Lê Thiên khẽ gật đầu, Long Tộc biến mất đã lâu, không ngờ lần này lại xuất hiện, chuyện càng lúc càng không đơn giản rồi. Nói xong, ông ta nhìn về phía cách đó không xa. Ở xa xa, sau khi bốn cây trụ chọc trời xuất hiện, hai con cự long ở giữa không trung lập tức nghiêm mặt lại một con cự long trong đó đột nhiên đáp xuống từ trên không, một luồng long uy bác trùm xuống, dường như muốn nghiền nát mảnh đất dưới chân vậy, vô cùng đáng sợ. Cổ thiên cười lạnh, lão khẽ vươn tay phải lên, lên. Vừa dứt lời, bốn cây trụ chọc trời đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, chúng nó bắt đầu xoay vòng, trong nháy mắt, toàn bộ đất trời vặn vẹo vào nó, mà long uy vừa rồi đã bị đánh nát trong chớp mắt, hóa thành hư vô. Không chỉ thế, không gian trong thiên địa cũng bị xoắn vặn, như muốn cắn nát hai con cự long kia. Giữa không chung, hai con cự long rít lên, ngay sau đó, chúng bắt đầu điên cuồng hút lấy không gian ở bốn phía, toàn bộ đất trời chấn động, như thể ngày tận thế đã đến. Phía dưới, Diệp Huyên vội vàng điều động đạo tắc không gian, mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khi hắn còn chưa kịp thấy rõ, cả người đã bị đánh bay về phía sau. Một bên khác, Lê Thiên đang nhìn chầm chầm vào Diệp Huyên, ông ta biết, bây giờ Diệp Huyên đã đến cực hạn rồi. Bây giờ nếu Diệp Huyên không lấy lá bài tẩy của mình ra, vậy thì không còn cơ hội nào nữa. Bởi vì hai con cự long này đã bị đại trận tứ phương của nhà họ cổ nhốt lại. Tuy thần trận tứ phương không thể chém giết bọn chúng, nhưng trong thời gian ngắn, hai con cự long kia không thể thoát khỏi đại trận này. Cổ thiên cũng biết điều đó, vì thế lúc này dù Diệp Huyên đã trọng thương, nhưng lão vẫn không hề xem thường một chút nào. Chẳng mấy chốc, Cổ Thiên đã đi đến cách Diệp Huyên chừng 10 trượng, lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tay phải chậm rãi nắm lại, đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhẹ giọng nói, nếu đã thế, vậy hãy để nhà họ Cổ chôn cùng với hai huynh muội ta đi. Chương 887, thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Khóe miệng Cổ Thiên nở một nụ cười châm chọc, chỉ bằng ngươi đúng lúc này giữa lông mày diệp huyên có một cái tháp nhỏ màu đen xuất hiện đại thần tầng 2 bỗng nói ngươi tưởng tượng ra hậu quả sau này chưa diệp huyên tự giễu nở nụ cười nếu đã phải chết thì còn hậu quả quái gì nữa kéo theo một cái đệm lưng cũng không thiệt mà kéo được nhiều cái thì lời rồi vừa nói xong một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời ầm um, trên không trung Bốn cái trụ chọc trời đột nhiên vỡ vụn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên, mà Cổ Thiên cũng bị đẩy lùi về sau mấy trăm trượng. Tất cả mọi người đều nhìn vào tòa tháp nhỏ màu đen giữa lông mày Diệp Huyên kia, bao gồm cả hai con cự long. Thân thể Diệp Huyên bắt đầu run rẩy, kịch liệt run rẩy, như muốn vỡ nát ra. Đại thần tầng 2 lại nói, thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Diệp Huyên không hề trả lời, mà tòa tháp nhỏ màu đen giữa lông mày hắn đột nhiên bay ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu tất cả mọi người đều xuất hiện một ảo ảnh của tòa tháp nhỏ màu đen kia, bao gồm cả cổ thiên và những cường giả nhà họ cổ đang nấp mình trong bóng tối. Lúc tòa tháp nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu, sắc mặt cổ thiên bỗng tái lại, lão vội trưởng hai tay ra trước, một trường này khiến cỗ sức mạnh cực đại phóng từ thân thể lão ra thẳng lên trời, nhưng tòa tháp nhỏ màu đen kia vẫn không bị lay động không hề bị ảnh hưởng thời khắc này cổ thiên hơi hoảng rồi mà đúng lúc này diệp huyên cách đó không xa đột nhiên gào lên thu vừa dứt lời vô số cường giả nhà họ cổ và cổ thiên lập tức biến mất không còn thấy đâu im hơi lặng tiếng biến mất cách đó không xa trong lòng hai người lê thiên hoảng hốt trong mắt hai người đều tràn ngập vẻ khó tin trong mắt hai con cự long nó cũng lộ vẻ nghiêm túc cổ thiên đang định nói chuyện thì vào lúc này đỉnh đầu của lão lại xuất hiện một chữ tội màu đỏ cùng lúc đó tất cả mọi người đang ở đây đều không thể động đậy bao gồm cả cổ thiên cũng thế thời khắc này cổ thiên rốt cuộc thấy hoảng loạn cổ thiên ngẩng đầu thét lên đây là nơi nào không có người trả lời thân thể đám người cổ thiên bắt đầu mở đi nói đúng hơn là đang bắt đầu tan biến còn là tận mắt nhìn mình tan biến. chương 888, muội muội ta đâu? Chẳng mấy chốc, từng tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng không ngừng vang lên trong tháp giới ngục, chốc lát ao, tầng thứ nhất lại rơi ra thêm 30 chiếc nhẫn chứa đồ. Mà ở ngoài tháp giới ngục, sau khi đám người cổ thiên biến mất, Diệp Huyên ngã quắp xuống đất, thân thể của hắn bắt đầu run lên kịch liệt. Phản phệ Lần này là nhiều loại cùng phản phệ, nhất là sau khi dùng tháp giới ngục, cơn phản vệ này sẽ càng kinh khủng thêm. Nhưng Diệp Huyên lại cứng rắn đứng lên, giờ phút này, ngũ quan của hắn đã vặn vẹo không ra hình thù gì. Diệp Huyên quay đầu liếc nhìn Lê Thiên cách đó không xa, ông ta biến sắc, trong mắt tràn ngập sự kiêng kỵ và nghiêm túc. Im lặng một lúc, Lê Thiên nói, chúng ta không định làm địch với các hạ. Diệp Huyên không nói gì, hắn đi đến cổ thành cách đó không xa, mà bên trong cổ thành vẫn còn rất nhiều cường giả nhà họ cổ. Diệp Huyên đi rất chậm, hơn nữa thân thể lại thỉnh thoảng bị co giật. khi hắn đi đến trước cửa thành, hắn ngẩng đầu nhìn về hai con cự long ở trên không trung, giết, giết chết tất cả cường giả nhà họ cổ trong thành này. Hai con cự long nhìn nhau, sau một chốc, chúng nó đáp xuống đất, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã va vào trong cổ thành. rầm rầm toàn bộ cổ thành như bị động đất quét ngang từng cơn chấn động vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên không chỉ thế toàn bộ cổ thành bắt đầu đổ nát khói bụi bay đầy trời diệp huyên tiếp tục đi về phía trước tuy cơ thể hắn bắt đầu co giật nhưng hắn vẫn chậm rãi bước đi mà phương hướng của hắn chính là phủ đệ nhà họ cổ trong thành hai con cự long tùy ý phá hoại không ai ngăn được đam mỹ hay chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã đến trước phủ đệ nhà họ Cổ, mà trước cửa lớn có một ông già đang đứng, lão mặc áo bảo đen rộng thùng thình, râu tóc bạc trắng. Ầm. Uhm. Đất đai dưới chân hắn lập tức vỡ vụn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về hướng hai con cự long, giết, giết cho ông, nhà họ Cổ không giữ lại một ai. Làm càn. Chương 889, lần này thú vị rồi. Cách đó không xa, ông lão áo bảo đen gầm lên, Diệp Huyên ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi. Diệp Huyên nổi giận chỉ vào ông lão áo bảo đen, ông đây muốn khinh người quá đáng đấy, hôm nay nhà họ cổ đừng mơ có ai được sống. Ông lão áo bảo đen còn định nói gì đó thì một con cự long đã vò tới. Thấy cảnh này, ông lão áo bảo đen biến sắc. Đối mặt với một con cự long, lão tất nhiên không dám coi thường, lập tức bước về trước một bước, hai tay tung ra, không gian trước mặt lão đột nhiên rung lên, như làn sóng chập trùng, từng luồng thiên địa chi lực và không gian chi lực cường địa không ngừng tuôn ra. Nhưng nương theo sự công kích của con cự long, hai cỗ lực lượng này nháy mắt vỡ tan, ông lão tóc trắng liên tục thối lùi. Mà một con cự long khác lập tức đáp xuống từ không trung, trong nháy mắt đã va vào bên trong tòa phủ đệ nhà họ Cổ. Ầm. Um, toàn bộ phủ đệ nhà họ Cổ đổ nát trong nháy mắt, vô số khói bụi bay lên trời một bên khác ông lão phía sau lê thiên khẽ lắc đầu nhà họ cổ xong đời rồi lê thiên nhẹ giọng nói ông cho rằng nhà họ cổ đơn giản như vậy sao ông lão nhìn về phía lê thiên lê thiên nhìn ông lão áo bảo đen ở đằng xa nhà họ cổ truyền thừa vạn năm nếu gốc gác chỉ có một chút thì bọn họ đã sớm bị tiêu diệt rồi còn nữa đừng quên một người như nghĩ đến điều gì ông lão hơi biến sắc người nói là Lê Thiên gật đầu, nếu không nhầm, có lẽ cũng sắp xuất hiện rồi. Ở xa xa, hai con cự long điên cuồng phá hoại, hơn nữa, chúng nó gần như gặp người nào là giết lập tức, trong nháy mắt, toàn bộ phủ đệ nhà họ Cổ và cổ thành đều vang lên tiếng kêu than thảm thiết. Mà đúng lúc này, một cổ uy thế vô hình đột nhiên xuất hiện giữa không trung, theo luồng áp lực này xuất hiện, hai con cự long đột nhiên dừng lại, chúng nó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa nơi đó có một người đàn ông trung niên đang bay đến. Người đến chính là gia chủ nhà họ cổ cổ thiên hành. Mà phía dưới, Diệp Huyên đã nằm liệt ở trên đất, giờ phút này đây, hắn thật sự không thể kiên trì thêm được nữa. Phản phệ Vài loại phản phệ cộng lại, có thể chống chịu đến hiện tại, với hắn mà nói, đã là cực hạn rồi. chương 890, Giản tự tại Giữa không chung, sau khi cổ thiên hành đánh trọng thương hai con cự long ông ta đi về phía diệp huyên trên mặt đất diệp huyên nhẹ giọng nói liên nhi ca đã cố hết sức rồi vừa dứt lời ý thức của hắn đã dần trở nên mơ hồ mà ở giữa không trung cổ thiên hành đột nhiên dừng lại ông ta hít mắt ai ai cổ thiên hành vừa dứt lời bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng có ai Đám người Lê Thiên liếc nhìn bốn phía, nhưng rất phẳng lặng, chẳng có gì cả. Nhưng cổ thiên hành lại như gặp phải đại địch. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cô gái đó chỉ chừng hơn 20 tuổi, trên người mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, hai cánh tay ngọc lộ ra, tựa như dương chi bạch ngọc, phía dưới là một cái quần dài màu đen, mép quần có thêu một đóa hoa trắng, là bỉ ngạn trên chân nàng ta là một đôi giày vải trắng muốt, không nhiễm một hạt bụi. Tóc của cô gái rất dài, phải đến ngang eo, mà giữa làn tóc mây có đan sen một ít bím tóc. Cô gái rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt rất lớn, rất linh động, hơn nữa tròng mắt lại mang màu làm nhạt. Sau khi nàng ta đi ra, hai tay khẽ nhấc lên, ngẩng đầu nhìn nơi chân trời, vẻ mặt có chút say xưa, đúng là chỉ có thế giới bên ngoài tốt đối diện cô gái cổ thiên hành trầm giọng nói ngươi là người phương nào cô gái không để ý đến cổ thiên hành nàng ta tham lam hít thở không khí chung quanh vẻ mặt cổ thiên hành rất đề phòng chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào đúng lúc này nàng ta như thể nhớ đến điều gì nên bỗng xoay người nhìn diệp huyên đang nằm trên mặt đất lúc này đây diệp huyên đã rơi vào hôn mê sâu hơi thở trên người cũng ngày càng yếu Cổ thiên hành khẽ nhíu mày, chưa từng nghe. Giản tự tại lắc đầu thở dài, quả nhiên, đã là cảnh còn người mất. Cổ thiên hành trầm giọng nói, không biết các hạ là gì của Diệp Huyên. Giản tự tại cười nói, ta muốn mang hắn đi, người có ý kiến gì không? chương 891, Sư Tổ Nhà Họ Cổ Cổ thiên hành híp hai mắt lại, tại hạ bất tài, muốn lĩnh giáo các hạ một chút khóe miệng giản tự tại hơi cong lên được thôi vừa dứt lời cánh tay ngọc ngà của nàng ta cách không chỉ về phía cổ thiên hành chỉ một cái nhấc tay xoẹt xoẹt không gian mấy vạn trượng xung quanh lập tức rạn nứt như một tấm mạng nhện khổng lồ được răng ra thời khắc này sắc mặt của cổ thiên hành và hai người lê thiên cách đó không xa đều thay đổi trong trước mắt nhất là cổ thiên hành bởi vì ông ta phát hiện Từng tia sức mạnh thần bí đang khóa ông ta lại, giờ phút này, ông ta không thể động đậy được chút nào. Cổ Thiên Hành kinh hãi nhìn Giản Tử Tại, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Giản Tử Tại cười nói, "Cái gì là thiên địa chi lực? Cái gì là trưởng trung càn khôn? Đại thánh cảnh như các ngươi đúng là tự đề cao mình quá mức. Một chữ thôi, kém, hai chữ nữa, rất kém." Vừa dứt lời, tay phải nàng ta khẽ nắm chặt lại, âm thân thể cổ thiên hành lập tức vỡ nát cùng lúc đó linh hồn của ông ta cũng bắt đầu hóa hư vô giản tự tại đột nhiên quay đầu nhìn hai người lê thiên cách đó không xa lê thiên vội vàng nói các hạ ta giản tự tại lắc đầu giơ tay vung lên âm thân thể hai người lê thiên lập tức vỡ tan giống như cổ thiên hành vậy linh hồn hai người cũng biến thành hư vô dần dần tan biến lê thiên nhìn chằm chằm giản tự tại tại sao giản tự tại cười nói đúng là ngươi không ra tay nhưng nếu cho ngươi cơ hội ngươi chắc chắn sẽ ra tay đúng không lê thiên nhìn chằm chằm giản tự tại ngươi chính là người bí ẩn sau lưng hắn giản tự tại lắc đầu thật ra trước đó ta cũng mong hắn chết quách đi nhưng giờ ta đổi ý rồi lê thiên hỏi vì sao giản tự tại cười nói nếu lúc trước hắn chọn cách bỏ trốn từ bỏ muội muội hắn hắn chắc chắn sẽ chết nhưng hắn đã không làm vậy đại đạo trường sinh sống sót trong mắt hắn chẳng bằng một muội muội ta thưởng thức hắn vì vậy ta cứu hắn một mạng vừa dứt lời tay ngọc lại khẽ vung lên ầm uhm. cách đó không xa linh hồn của cổ thiên và hai người lê thiên lập tức vỡ vụn giản tử tại quay đầu nhìn hai con cự long phía chân trời chúng nó hoàn toàn biến sắc vội vã thối lui giản tự tại cười nói đừng căng thẳng không giết các ngươi nói xong nàng ta cúi đầu nhìn xuống thần thức quét qua chẳng mấy chốc sau nàng ta cau mày lại không có ở đây một lát sau nàng ta nhấc diệp huyên lên định rời đi mà đúng lúc này phía dưới đột nhiên rung mạnh lên ngay sau đó một hơi thở mạnh mẽ tràn ra từ phía dưới giản tự tại dừng lại nàng cúi đầu nhìn xuống dưới phủ đệ giờ đã là một đống phế tích có một ông lão chậm rãi đi ra thể linh hồn trên không giản tự tại cười khẩy một khắc sau tay nàng ta nhẹ vẩy về phía trước âm uhm. luồng hơi thở ông lão phóng ra kia lập tức vỡ tan cùng lúc đó một bàn tay bóp lấy cổ ông lão lão ta hoàn toàn biến sắc người là lời còn chưa dứt ông lão ở thể linh hồn lập tức vỡ vụn triệt để hóa thành hư vô. Chương 892, ta vẫn chưa tìm được con bé. Phía dưới, hai con cự long nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Mà sau khi hai con cự long rời đi không lâu, từng hơi thở thần bí đột nhiên xuất hiện tại đống phế tích cổ thành. Nhà họ Cổ truyền thừa vạn năm, nay lại bị diệt. Chẳng lẽ là thánh địa diệt hoặc vị ương ra tay? Không thể, bọn họ không có lý do gì có người nói Diệp Huyên kia đã tới nhà họ cổ. Buồn cười, Diệp Huyên kia chẳng qua chỉ là phá không cảnh, hắn làm sao tiêu diệt được nhà họ cổ. Bất kể như thế nào, sắp tới thiên vực này ê là không thể thái bình được nữa. Nhà họ cổ bị diệt. Chuyện nhà họ cổ bị diệt chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp thiên vực, toàn bộ thiên vực đều khiếp sợ. Mà rốt cuộc tại sao nhà họ cổ bị diệt thì chẳng ai biết được không biết qua bao lâu, Diệp Huyên cảm giác bên tai có người đang gọi hắn. Giọng nói hơi quen thuộc. Thế nhưng đầu hắn rất mê man, rất buồn ngủ. Nhưng như nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên ngồi bật dậy, liên nhi. Huyên nhi. Một người phụ nữ ôm lấy Diệp Huyên, ôm rất chặt. Người phụ nữ này chính là độc cô Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn bốn phía, lúc này đây hắn đang ở tầng thứ 9 của vô gian luyện ngục. Trong góc tường cách đó không xa có một con yêu thú nhỏ đang ngồi xổm yêu thú nhỏ nằm dạp, đầu chúi sát xuống đất, giống hệt một con cún nhỏ ngoan ngoãn. Trước mặt con yêu thú nhỏ không xa có một cô gái đang đứng. Giản tự tại Mặc dù Diệp Huyên chưa từng gặp giản tự tại, thế nhưng hắn lại lập tức biết được đây chính là giản tự tại, bởi vì phong ấn tầng thứ tư đã không còn. Không chỉ thế, hắn còn cảm giác được phong ấn ở các tầng khác cũng đã buông lỏng vấn đề rất nghiêm trọng diệp huyên lắc đầu giản cô nương muội muội ta đâu giản tự tại nói ngày đó ở nhà họ cổ ta vẫn chưa tìm được con bé nghe vậy sắc mặt diệp huyên trầm xuống đang định đứng lên thì hắn phát hiện lúc này toàn thân hắn vô lực căn bản không thể nhúc nhích được giản tự tại chắp tay sau lưng nàng ta cúi người nhìn diệp huyên cười nói, hai tin xấu, muốn nghe cái nào. chương 893, La Lý Ba Sách. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, có gì khác nhau à? Giản tự tại dựng thẳng một ngón tay lên, đôi mắt cười híp thành vầng trăng nhỏ. Thứ nhất, ngươi lại điều động tháp dưới ngục, phòng ấn tầng 4 đã vỡ tan, không chỉ tầng 4, phòng ấn các tầng trên cũng đã buông lỏng, thậm chí có vài tên đã thức tỉnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, còn gì nữa không? giản tự tại cười nói tin xấu thứ hai chính là gân cốt và kinh mạch của ngươi đã vỡ nát ngươi bây giờ tuy không chết nhưng cũng tương tự với một kẻ tàn phế diệp huyên nói có thể cứu chữa không giản tự tại khẽ mỉm cười phải nói sao nhỉ có thể cứu cũng có thể không phải xem ngươi đã diệp huyên gật gật đầu đã rõ giản tự tại cười cười nàng ta quay đầu nhìn con yêu thú nhỏ cách đó không xa nó lập tức biến sắc vội vàng chúi thấp người hơn, hai vuốt ôm lấy đầu, không ngừng cầu xin, đừng đánh ta. Giản tự tại đi tới trước mặt con yêu thú nhỏ, nàng ta quan sát nó một lát rồi nói, muốn ra ngoài không? Yêu thú nhỏ ngây người, sau đó gật đầu liên lịa. Giản tự tại cười nói, ra ngoài cũng được, nhưng người phải làm chút chuyện. Yêu thú nhỏ không nghĩ ngợi gì mà lập tức gật đầu, nó chỉ biết là, đối mặt với cô gái này, không thể phản kháng. Giản tự tại ấn lên đầu con yêu thú nhỏ, cười ha ha, sau đó xoay người nhìn Diệp Huyên cách đó không xa có thể đi không. Diệp Huyên muốn đứng lên nhưng hắn phát hiện, bản thân không đứng lên được. Ở bên cạnh, độc cô Huyên vội vã muốn dìu hắn, nhưng hắn lại lắc đầu để con tự mình. Nói xong, hắn cắn răng, từng chút một dùng sắc, nhưng chỉ hơi vận sức thôi, toàn thân hắn đã quặn đau nhưng hắn vẫn cố nhịn mà đứng lên giản tự tại nhìn diệp huyên cười hỏi đau không diệp huyên gật đầu giản tự tại lại cười sau đó đau hơn bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi theo ta nói xong nàng ta đi đến trước một vách tường nhìn vách tường trước mặt khóe miệng nàng ta hơi cong lên tay ngọc nhẹ nhàng vạch ra một đường xoẹt bức tường trước mặt giản tự tại lập tức nứt ra lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong đó, người phương nào mà dám xông đến. Giản tự tại khẽ nhíu mày, la lý ba sách. Diệp Huyên được độc cô Huyên dìu đi, chậm rãi bước tới, vừa vào trong, một luồng gió lạnh ùa đến, Diệp Huyên không nhịn được dùng mình một cái, toàn thân lạnh đến thấu xương. Ở bên kia, còn yêu thú nhỏ do dự một lát, sau đó cũng vội vàng theo vào. chương 894, ông nhìn kỹ lại xem, dưới tầng 9 còn có một tầng nữa. Không gian trong tầng 10 tối đen như mực, bốn phía là gió lạnh thấu xương thổi bên tai, thi thoảng có tiếng rên rỉ u oán vọng đến khiến người khác sờn tóc gáy. Giản tử tại đi phía trước bỗng vung tay lên, im lặng. Sự yên tĩnh bao phủ bốn phía nhưng chỉ kéo dài trong một thoáng ngắn ngủi, sau đó tiếng than khóc thê lương lại vang lên. Con yêu thú nhỏ đánh mắt về bên phải đầy thương hại chỉ thấy giản tự tại vung tay, tiếng than vãn chớp mắt hóa thành tiếng hét thảm. Độc cô Huyên đi ở đằng sau, cẩn thận dìu lấy Diệp Huyên đang yếu ớt như một đứa bé mới sinh. Đôi môi bà mím chặt nhưng nước mắt chưa một lần ngưng chảy. Không lâu sau đó, bước chân giản tự tại bỗng dừng lại. Phía trước không xa là một đài tế với chiếc ghế dựa màu đen được đặt ở trung tâm, đằng sau là một thanh kiếm dựng đứng dài chừng bốn thước, rộng bằng bàn tay, toàn thân đen nhánh, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo giản tự tại bước đến lên tiếng với một nụ cười minh vương không xuất hiện là không nể mặt ta sao làm sao dám sau một thoáng im lặng một bóng đen không rõ hình thù đã lặng lẽ ngưng tụ lại trên ghế dựa ồm ồm phát ra giọng nói con yêu thú nhỏ vừa nhắc thấy cái bóng đã run như cầy sấy cuống quýt thối lui đến góc tường không thể trốn xa hơn nữa mới thôi Minh Vương cất giọng nhẹ nhàng, giản tự tại, cô đã biến mất mấy chục nghìn năm rồi. Người được nhắc tên khẽ cười, phải, ngần ấy năm qua đi, hôm nay đã là cảnh còn người mất. Quả thật, thần tộc và minh tộc đều đã không còn. Giản tự tại chậm rãi bước lên đàn tế, Minh Vương, lần này ta đến đây là muốn cùng ông làm một cuộc giao dịch. Ồ, Minh Vương thốt lên, nguyện nghe kỹ càng nàng ta vươn tay chỉ vào diệp huyên cách đó không xa ông thấy hắn thế nào diệp huyên ánh mắt của bóng người đen thẫm đặt lên người hắn hồi sau mới đáp đây là đệ tử của cô thấy giản tự tại lắc đầu ông ta lại nói cũng phải người có nhãn lực như cô làm sao lại vừa ý hắn cho được diệp huyên hắn gật đầu vậy ngươi nói thử xem bản thân ngươi có gì đặc biệt Diệp Huyên thấp giọng hỏi lại, chứng minh điều ấy sẽ được lợi sao? Rất nhiều là khác, giản tự tại gật đầu, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. chương 895, ông nói thử xem. Diệp Huyên rơi vào im lặng, sau đó mở miệng, giản cô nương từng là nhân vật chắc tuyệt, ta có thể vừa ý cô nương không phải chính là đặc biệt rồi sao? Một câu này khiến giản tự tại sửng sốt rồi phá ra cười một chàng dài, Nói với hắn, câu trả lời này rất đúng ý ta. Đoạn nàng ta nhìn lên ghế dựa, "Minh Vương, nếu chân thân của ông ở đây thì sẽ phát hiện chỗ bất phàm của hắn." Minh Vương lại nhìn ngẫm Diệp Huyên một phen trước khi lắc đầu, mời giản cô nương giải thích. Nàng ta nhếch môi cười, "Người ta đều biết, cuộc đời mỗi một người đều được định sẵn, là thứ mà chúng ta hay gọi là số mệnh." Rất nhiều người đi hết cả đời cũng không chạm đến được hai chữ này cũng có những người mạnh mẽ hơn có thể mơ hồ cảm nhận nó, từ đó nỗ lực thay đổi số mệnh, thậm chí tiến thêm một bước nữa, diệt kiếp trước, chém tương lai. Ánh mắt nàng ta lại nhìn sang Diệp Huyên, sau đó dùng huyền khí truyền âm, số mệnh của hắn lại không cố định. Dưới tình huống bình thường, hắn chưa cảm nhận được số mệnh tức sẽ không thể cảm nhận được nói chi đến thay đổi. Minh Vương, ông hiểu ý ta chứ? Ý cô là khả năng cho tương lai của hắn là vô hạn, đối phương hỏi lại sau một hồi im lặng, nhưng giản tự tại lắc đầu. Nếu chỉ có vậy thì ta để ý làm gì, nàng ta nhẹ giọng nói kiếp trước. Có lẽ không chỉ kiếp trước, mà kiếp trước nữa của hắn đều không đơn giản. Minh Vương bình luận, trên đời cũng có không ít người chuyển thế trùng tu. Nhưng nếu hắn không phải người của tứ duy giới thì sao, giản tự tại thấp giọng đặt nghi vấn những lời này vừa lọt vào tai minh vương đã bật dậy cô có ý gì ông nói thử xem giản tự tại điềm nhiên mỉm cười bốn bề rơi vào yên tĩnh một hồi lâu sau minh vương mới đánh vỡ nó cô mang hắn đến đây để làm gì đầu tư chút thôi giản tự tại nở nụ cười đầu tư minh vương không khỏi trầm giọng nói cặn kẽ nói rõ ra chính là muốn thay hắn mượn thanh kiếm chấn hồn của minh vương bóng đen lập tức lắc đầu không được giản tự tại chỉ cười đó là việc của hắn còn cho hay không là việc của ông minh vương lại rơi vào một khoảng thời gian dài im lặng giản cô nương cô có bằng chứng gì để nói hắn không phải người của tứ duy giới giản tự tại quay lại hơi cong ngón tay ảo ảnh của một ngọn tháp hiện ra giữa chân mày diệp huyên rồi nhanh chóng biến mất Minh Vương xứng sờ bất động. Chương 896, vì sao giản cô nương lại giúp ta? Qua một lúc sau, ông ta vung tay lên, thanh kiếm sau lưng ghế dựa bay đến trước Diệp Huyên. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một loại khí tức âm u tăm tối ập đến. Nếu cảm giác kiếm khí âm linh mang lại cho hắn là kỳ dị thì thanh kiếm này còn dị hơn. Không, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Khó mà khống chế được nó đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu diệp huyên khi nhìn thấy thanh kiếm thấy hắn đưa mắt sang giản tự tại cười nó không đơn giản chỉ là một thanh kiếm mà còn lại một loại quy tắc khống chế được nó tương đương với mở ra một cánh cửa mới hắn hạ giọng nói giản cô nương tình hình của ta bây giờ vậy là ngươi định từ bỏ nàng ta hỏi lại diệp huyên cười khổ cô nương có thể đợi vết thương của ta lành lại rồi mới thu phục nó hay không? Giản tự tại bước đến, nhìn thẳng vào mắt hắn, bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, lấy kiếm, thứ hai, từ bỏ. Diệp Huyên lẳng lặng suy tư trong chốc lát rồi đưa tay nắm lấy chuôi thanh kiếm chấn hồn. Ngay lập tức, hắn có thể cảm nhận được linh hồn của mình như đang bị rút cạn. Hắn biến sắc, vội vã buông tay, hô lên với giản tự tại, ta từ bỏ hắn rất ít khi nói hai chữ từ bỏ này bởi vì sợ nếu dùng nhiều sẽ trở thành thói quen nhưng hắn cũng hiểu làm người phải tự biết lượng sức mình những gì có thể làm thì gắng sức mà làm những gì không thể làm thì cũng không nên cố chấp tỷ như hiện tại hắn biết với tình trạng của mình hiện giờ không thể nào thu phục thanh kiếm này nếu cưỡng ép chỉ có một con đường chết diệp huyên vừa nói xong bốn bề trở nên yên tĩnh một hồi sau hắn lại nhẹ giọng hỏi, ta khiến giản cô nương thất vọng rồi sao? Giản tự tại chỉ cười, không. Thấy Diệp Huyên nhìn sang đầy khó hiểu, nàng ta nói, nếu ngươi bất chấp tất cả mà thu phục thanh kiếm này, đó mới là hành động ngu xuẩn. Người phải biết tự lượng sức mình, người có hiểu ý nghĩa của nó không? Hắn khẽ thi lễ, xin giản cô nương chỉ bảo. Giản tự tại bỗng tung ra một quyền bằng tay phải. Giác, không gian quanh đó nát vụn trong nháy mắt, vô số lực lượng vật chất tối tràn vào từ bốn phía. Nhưng khi nàng ta buông tay ra, không gian lại khôi phục trạng thái bình thường. Bàn tay thướt tha ấy lại phất qua, không gian trở nên nhộn nhạo, dập dềnh như sóng, kỳ lạ vô cùng. Cuối cùng nàng ta thu tay về, nói với Diệp Huyên, đó là hiệu quả khác nhau của hai loại lực lượng nhu và cương, người đã thấy chưa? Làm người cũng phải như vậy, cương sẽ dễ gấy, Nhu lại quá mềm, chỉ có cương nhu hòa hợp, nên cương thì cương, nên nhu thì nhu, mới có thể tiến xa hơn. Kiếm đạo cũng thế, người thử nhu hòa đi một chút sẽ có hiệu quả khác ngay. Như người đã từng nói, đánh thắng thì đánh, đánh thua thì chạy. Dĩ nhiên, đôi khi cho dù đánh không lại cũng phải đánh, làm người quá giảo hoạt chỉ dẫn đến tác dụng trái ngược. Mức độ thế nào đều do người quyết định diệp huyên hỏi sau vài phút trầm tư vì sao giản cô nương lại giúp ta khóe môi nàng ta vảnh lên vì người đẹp trai vừa mắt ta lý do này đã được chưa thấy hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nàng ta phá ra cười khanh khách trước kia ta muốn giết ngươi lấy tháp nhưng bây giờ ta đổi ý rồi vừa dứt lời minh vương đã biến mất giản tự tại nói với diệp huyên nếu nghĩ kỹ rồi phía trước vẫn còn đường đi nếu không nghĩ ra. Đi thôi độc cô huyên, kế tiếp thế nào do hắn quyết định. Trong lúc độc cô huyền còn do dự, nàng ta đã trực tiếp đưa bà đi. Con yêu thú nhỏ đã mất dạng từ lâu. Trong điện chỉ còn lại một người, một thanh kiếm và những sự tồn tại quỷ quái ẩn nấp bốn phía. chương 897, nền văn minh loại một là to lớn nhất. Diệp Huyên đứng lặng thinh, cứ thế, hắn đứng liền ba canh giờ. Suy nghĩ, từ đầu đến giờ, hắn đều đang lẳng lặng suy nghĩ. Suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về hiện tại, suy nghĩ về tương lai. Kiếm đạo 18 tuổi hắn mới bắt đầu tiếp xúc với kiếm, mà người dạy hắn kiếm là cô gái váy trắng, người này là cường giả tuyệt thế mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Về tu luyện, cũng là cô gái váy trắng cho hắn vô địch kiếm thể. Cô gái váy trắng là người dẫn đường của hắn. Có thể nói, khởi điểm của hắn đã rất tốt vô cùng vô cùng tốt không chỉ thế cô gái váy trắng còn cho hắn một đường đi trong kiếm đạo giúp hắn không bị lạc lối trên con đường tu kiếm đạo này niềm tin tự tin từ trước đến giờ có thể nói nòng cốt của kiếm đạo hắn chính là hai thứ này nhưng nếu đặt tay lên ngực tự hỏi hắn thật sự hiểu kiếm đạo sao mà con đường tu kiếm đạo lại giản đơn đến vậy sao Nghĩ tới đây, lông mày Diệp Huyên nhíu lại thật chặt, lại qua khoảng 3 canh giờ nữa, lông mày của hắn mới từ từ giãn ra. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ một chuyện. Kiếm đạo kiếm đạo. Cho tới nay, đạo mà hắn đi là kiếm đạo mà cô gái váy trắng đã bày ra cho hắn. Con đường này rất dễ đi, nhưng lại không phải tự hắn đi ra. Đơn giản mà nói, chính bản thân hắn cho đến nay đều không có một lối đi riêng cho chính mình. Nghĩ tới đây, trên mặt Diệp Huyên dần dần lộ ra một nụ cười. Ở ngoài vô gian luyện ngục, giản tự tại chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bầu trời. Cách nàng ta không xa là độc cô Huyên, còn có con yêu thú nhỏ đang nằm sấp dưới đất. Độc cô Huyên ngẩn người, sau đó hỏi, nền văn minh loại một là to lớn nhất. Giản tự tại gật đầu, nhẹ giọng nói, trên nữa còn có nền văn minh siêu cấp, cùng với nền văn minh đặc biệt, còn có nói đến đây nàng ta lắc đầu nói cũng không có tác dụng gì trước kia thần tộc mạnh mẽ biết bao chư thiên vạn giới đều thần phục còn có minh tộc trước kia nữa minh vương tuyệt đại ấy lấy sức một người khống chế cả minh vực dựng luân hồi thu hồn của vạn vật vạn linh trong thiên địa năng lực cỡ đấy tương đương với đấng sáng thế trong truyền thuyết hai tộc này đều là nền văn minh loại một nhưng mà rồi thế nào thần tộc mất minh tộc cũng vong nói đến đây Nàng ta ngẩng đầu nhìn về tinh vực xa xôi nơi chân trời minh mông, ngoài ra, năm đó còn có nền văn minh đặc biệt là cấm địa sinh mệnh. Cấm địa này không ai có thể bước vào, nhưng hôm nay nó cũng đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Chương 898, hắn bây giờ chỉ là khí biến cảnh. Nói xong, nàng ta lắc đầu nở nụ cười, còn có tộc Thái Cổ trong truyền thuyết, có người nói khởi nguồn của nền văn minh vũ trụ tứ duy chúng ta là do tộc ấy sáng lập nhưng nếu đúng là tộc ấy sáng lập nên vậy giờ tộc ấy ở đâu rồi bị diệt phong hay là tiến vào ngũ duy trong truyền thuyết nói xong nàng ta lại tự lắc đầu nhìn về tinh vực xa xăm trong mắt mang theo một tia mê man ở bên cạnh độc cô huyên trầm mặc chốc lát rồi nói với thực lực của tiền bối mà cũng không thể vào ngũ duy trong truyền thuyết sao giản tự tại thu hồi tầm mắt về cười bảo muốn đi chứ nhưng tiếc là bị cái tháp này chặn lại rồi. Mà nếu năm đó không phải do ba người kia xuất hiện, cả đời này của ta e là vĩnh viễn cũng không thoát khỏi tháp được. Độc cô Huyên khẽ nhíu mày, ba người. Giản tự tại gật đầu, ba người kia vô cùng mạnh mẽ. Vũ trụ tứ duy minh mông này, luôn có một vài người mạnh đến mức phi lý. Độc cô Huyên bỗng nói, tiền bối, rốt cuộc tháp này là thứ gì? Giản tự tại trầm mặc một chốc, rồi nói, không biết, nhưng có thể xác định được rằng nó là vật thuộc về ngũ duy. Ngũ duy. Độc cô Huyên trầm giọng nói, có ngũ duy, vậy phải chăng còn có lục duy, thất duy, bát duy, cửu duy. Giản tự tại cười, sau đó nói, một con kiến, nó vĩnh viễn chỉ có thể ở bò trên mặt đất, không thể đến biển lớn, không thể chạm vào tinh không, càng không thể với đến vũ trụ. Ở vũ trụ mênh mông này, nhân loại chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một con kiến. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chốc, rồi cảm thán, nhân loại, kỳ thực rất nhỏ bé. Tầng 10 của vô gian luyện ngục Diệp Huyên vẫn đang đứng yên. Thiện ác Thời khắc này, hắn nhớ đến cô gái váy trắng đã từng nói một câu, thế gian này có chính có tà, có âm có dương, có thiệt có ác. Mà giản tự tại vừa nãy cũng nói, có cương có nhu. Kiếm của mình cho tới nay đều chỉ cương, nếu có thể cương, sao lại không thể nhu. Bản thân hắn luôn tiến về phía trước, có thể bước lên, sao không thể lùi lại? Lùi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên như sáng tỏ điều gì, hắn ngồi xếp bằng xuống, chẳng mấy chốc, xung quanh đã xuất hiện hai loại kiếm ý không hề giống nhau. Nhưng kiếm ý của hắn lại tan biến hết toàn bộ. Mà mục đích của hắn chính là tu luyện lại từ đây. Cho dù là kiếm đạo hay tu vi cảnh giới, hắn đều muốn một lần nữa đi lên. Lần này, hắn muốn tự mình đi. Chương 899, nhẹ nhàng. Không chỉ muốn tự mình đi, còn muốn đi cho vững. Đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà chính là khi thất bại rồi, lại không có can đảm đứng lên làm lại. Khi biến cảnh, chính là lợi dụng khí trong cơ thể để thay đổi về chất, thoát khỏi lực lượng thân thể ngự khí cảnh chính là lợi dụng khí đạt được khả năng ngự vật lăng không cảnh chính là lợi dụng khí đạt được khả năng ngự không phi hành thần hợp cảnh chính là tiếp xúc với thức hải tinh thần để cơ thể dung hợp với tinh thần thức hải phá không cảnh chính là phá tan không gian thu được năng lượng vật chất tối sau một canh giờ diệp huyên kinh hãi phát hiện thì ra mỗi một cảnh giới hắn đều chưa từng đi đến tận cùng giống như ở khí biến cảnh, lúc hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được khí là đã thăng lên ngự khí cảnh. Có thể nói, kiến thức của hắn về mỗi một cảnh giới đều nửa vời, không hề hiểu thấu toàn bộ. Không chỉ thế, còn vô cùng ỷ lại ngoại vật. Bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Minh Vương và Giản tự tại chỉ nói hắn cũng bình thường mà thôi. Nhẹ nhàng. Bởi vì hắn đi được đến hiện tại, quá mức nhẹ nhàng con đường tu hành giống với xây nhà vậy, nền móng càng tốt, xây càng dễ, cũng sẽ vững vàng hơn. đương nhiên, so với người bình thường, hắn tất nhiên được xem là thiên tài, nhưng so với đại năng tuyệt thế phía trước, hắn căn bản chẳng là cái thá gì cả. mà giờ khắc này, hắn mới hơi hiểu hàm nghĩa câu nói trước kia giản tự tại nói với hắn. người có rất nhiều lúc không thể chỉ nhìn về phía trước, nhìn về sau có khi cũng sẽ thu hoạch được nhiều thứ bất ngờ. Người, không thể chỉ nhìn nhận mỗi ưu điểm của bản thân, mà còn phải biết rõ cả khuyết thiếu của chính mình. Tu hành cũng thế. Trong tầng 10, hơi thở của Diệp Huyên bắt đầu trở nên mạnh mẽ, càng lúc càng mạnh. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, hơi thở của hắn đã khôi phục về phá không cảnh. Thế nhưng chưa được một chốc, hơi thở mạnh mẽ ấy lại bắt đầu yếu đi. Cứ vậy, Diệp Huyên lại một lần nữa bắt đầu lại từ con số 0 thời gian từng chút từng chút trôi qua ở ngoài vô gian luyện ngục giản tự tại ngồi phía trên cung điện còn yêu thú nhỏ kia nằm phục ở đằng trước không ngừng cọ vào chân nàng ta độc cô huyên nhẹ giọng nói nếu nó không ra được thì sao giản tự tại khẽ mỉm cười cũng không sao chỉ là đã phụ lòng người dẫn đường dạy dỗ kia ngôn tình hài nói đến đây nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn sang bên phải trong tinh vực xa xôi một bóng người đang đi về phía này. Giản Tử Tại nhận thấy đối phương, nhưng đối phương vẫn chưa phát hiện ra Giản Tử Tại. Chương 900: Kiếm chấn hồn run lên. Giản Tử Tại đang định ra tay thì đột nhiên, nàng ta cúi đầu nhìn Vô Gian Luyện Ngục ở phía dưới, một lát sau, khóe miệng nàng ta hơi cong lên, cũng được đấy. Trong tầng 10. Giờ khắc này, Diệp Huyên là khí biến cảnh nhưng hơi thở khí biến cảnh của hắn lại còn mạnh mẽ hơn so với phá không cảnh hiểu rõ bởi vì giờ khắc này hắn đã hiểu tường tận khí biến cảnh không chỉ thế tốc độ ngựa kiếm của hắn cũng nhanh hơn trước đây chỉ ít là mấy lần mà Diệp Huyên biết hắn còn thiếu rất nhiều bởi vì hắn có thể cảm nhận được bản thân hắn chưa đạt đến cực hạn của khí biến cảnh cực hạn bây giờ thứ hắn theo đuổi chính là cực hạn không tới cực hạn thì không bỏ qua. Bất cứ chuyện gì, cho dù là chuyện bé tí mà thôi, nhưng nếu làm được đến cực hạn, vậy thì nó không còn là việc nhỏ nữa rồi. Mà lúc này đây, Diệp Huyên đã tìm được con đường tu luyện thuộc về riêng mình. Nghịch. Nghịch cảnh tu hành. Nghịch cảnh tu hành, đồng nghĩa với việc tu hành ngược. Đương nhiên, tu hành ngược này là lấy lùi làm tiến. Giống như giờ khắc này, cảnh giới của hắn dù là khí biến cảnh, thế nhưng tâm cảnh của hắn là phá không cảnh, không chỉ thế, tâm đắc cảnh giới từ khí biến cảnh đến phá không cảnh vẫn luôn ở trong đầu hắn. Cảnh giới. Nói đơn giản thì nghĩa là cảnh giới là một cái khung, mà hiện tại thứ hắn cần làm là nhảy qua cái khung này. Kiếm đạo cũng như thế. Con đường này hắn chưa bao giờ đi qua, cô gái váy trắng cũng chưa từng nói với hắn đây là con đường hắn tự mình nghĩ ra chuyện đề cử cô vợ câm của chùm mafia diệp huyên hít sâu một hơi lúc này hắn không hề mê man thấu hiểu tâm cảnh sáng tỏ diệp huyên đứng lên mà lúc này đây hắn là khí biến cảnh hắn không khôi phục lại phá không cảnh bởi vì hắn cảm giác vẫn còn thiếu một chút nữa mỗi một cảnh giới đều còn thiếu một chút nữa mới đến cực hạn mà một chút này hắn lại không tài nào đột phá trong thời gian ngắn được vì vậy hắn chọn cách dừng lại như nghĩ đến điều gì hắn xòe lòng bàn tay ra một thanh kiếm lặng yên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn kiếm chấn hồn run lên diệp huyên khẽ mỉm cười được nói xong hắn đưa tay nắm chặt kiếm đi ra ngoài hoa thơm bướm đậu audio điện tử võ tấn bền Hết tập 37.